Kính chào tất cả quý vị. Hôm nay có một vài người mới tới lần đầu đó, xin giới thiệu để trước mặt với nhau. Thứ nhất là chị Diệp, chị là diễn viên hài kịch ở trong cái TV. Mời chị Diệp. Chị có đến đây nhiều lần rồi nhưng mà lần này lần đầu. Và anh Khang là chồng của chị Diệp. Anh đến đây vài lần nhưng mà chủ nhật là lần đầu tiên. Người thứ hai đến đây là anh Sơn. Mời anh Sơn đứng dậy để cho mọi người mở mặt. Đó là người bạn thân thiết nhất của chị Thanh Trúc. Thanh Trúc lại không biết rồi. Không còn ai đó. Kính thưa quý vị, trước hết tôi xin tuyên bố cái lễ Vesak, là tức là cái lễ Đức Phật hiện đó, sẽ xảy ra vào theo giờ Kali đó là 2:42 ngày 10 tháng 5. Cuối tháng sau tôi sẽ một lần nữa tôi sẽ tuyên bố lần nữa để cho quý vị nhớ vào cái ngày đó. Chúng ta nên để tâm thức của mình yên lặng đó, để nhận được những cái năng lực của Đức Phật. Mỗi năm có một lần thôi, vào cái đúng cái giờ đó. Kính thưa quý vị, hôm nay đó mình học cái quyển gọi là Thiên Nhiên Huyền Bí. Là anh Mai anh lấy cái quyển này từ trong cái bộ sách của bà Blavatsky, tên là Nữ Thần Isis Unveiled đó. Thì bà có nhiều người hỏi tôi, hỏi cái gì Isis là có phải là khủng bố gì không? Thật ra tôi phải trình bày sơ sơ một phút về cái điểm này để cho quý vị phân biệt được cái Isis. Isis là một vị nữ thần của Ai Cập cổ. Trong thần thoại Ai Cập á, nó có ba vị thần là thứ nhất là Isis là vị thần chính, là tượng trưng cho cái linh hồn thiên nhiên cao nhất á. Thứ hai là Isis là mẹ vĩnh cửu đó. Còn thứ ba là Horus. Trong thần thoại của Ai Cập á có những cái nhân vật này. Còn Isis mà tiểu viết tắt mà bây giờ đó, tức là Islamic State in Iraq và Syria đó, thì nó khác nhau. Còn cái này là tiểu viết tắt, còn cái này là cái nữ thần Isis. Phân biệt để nhiều người không hiểu nó tại sao mà cái cuốn sách có tên là Isis, nó khác nhau hoàn toàn. Thì nữ thần Isis đó là nữ thần giống như mẹ vĩnh cửu đó. Thành ra Ai Cập cổ rất là vĩ đại. Dạ, thưa quý vị, hôm nay là chúng ta học về Thiên Nhiên Huyền Bí, tức là dịch từ quyển sách Isis Unveiled, tức là mình có thể dịch khác hơn là nữ thần Isis được tiết lộ hay là vén màn để mình thấy những cái thiên nhiên, cái huyền bí trong cái nữ thần của Isis như thế nào. Thì hôm nay chúng ta rất hân hạnh được anh Phạm Đình Mai, tức là Tử Vi Tiên Cơ, sẽ nói cho chúng ta một cách tóm tắt về cái quyển sách này. Xin quý chào quý vị. Tôi hân hạnh được quý vị cho phép 15 phút để trình bày đề tài. Trước hết là tiểu sử tác giả là Blavatsky, sinh năm 1831 tại Ukraine, Nga. Là con gái của đại tá Peter Alex Ivic và mẹ là một tiểu thuyết gia danh tiếng. Vì mẹ chết sớm, bà phải nhận sự giáo dục từ ông bà ngoại là hội viên hội đồng tư vấn công chúa Helena. Bà là nhà quyền bí lỗi lạc Âu Châu năm 1874 và đến nửa ước hợp cùng với đại tá Henry Steele Olcott sáng lập hội thông tin học năm 1875. Bà mất năm 1891 quả táng tại Anh. Tôi trình bày khám phá của bác học William Crookes tại London năm 1875. Ông mời hàng trăm quan khách đến nhà để thấy tận mắt, để cảm giác và nghe tiếng nói vang lên cô Cathy Keene. Chung quanh cô tỏa ra hào quang sáng ngời, đôi mắt đẹp như mơ và phảng phất sự huyền ảo ở cõi thành tiên, khiến mọi người chiêm ngưỡng và tôn sùng. Cathy hiện ra không phải là linh hồn người chết, không phải là thể vía đông đặc của một bóng ma hay một thứ mãnh lực thiên nhiên nào đó chưa được giải thích. Crookes cho đó là sức mạnh thông linh, psychic force,
bàn ghế bị dỡ hỏng lên khỏi mặt đất mà không ai đụng chạm đến. Vài người có mặt tại chỗ đã khinh thanh, tức là bay lên. Sức mạnh thông linh đến từ rốc tầm như một bóng ma, cầm cái đường trong tay, vừa lướt nhẹ trong gian phòng, vừa kéo đợt. Trước khi Graham Bell phát minh ra điện thoại, các giáo sĩ thời cổ Ai Cập có thể tức khắc truyền tin theo các lấy điểm đạo huyền bí từ ngôi đền này đến ngôi đền khác, dẫu cách xa bao xa. Hoàng hậu Cleopatra đã từng dùng một sợi dây để truyền tin tức đi khắp tất cả các thành phố, từ Heliopolis đến Elephantine trên vùng thượng lưu sông Nil. Mãnh lực của từ điển trước một số bác sĩ Pháp nổi tiếng, Andres Johnny dùng ngón tay vẽ một làn bức tưởng tượng trên mặt đất rồi phát tay truyền điện. Ủy ban lựa chọn một số người thí nghiệm hoàn toàn xa lạ, bịt kín mắt và đưa họ vào phòng. Họ thản nhiên bước tới, đến chỗ hàng rào vô hình, hai chân họ bị dính chặt trên mặt đất, hình như thình lình bị một sức mạnh vô hình giữ lại. Vì có trớn đi tới nên họ bị té ngã sắp xuống đất, hai chân họ cứng đơ dính ngay tại chỗ bức rào vô hình. Bây giờ nói về phương thuật, nhờ thử uống trong những thánh điện ẩn tàng của đền thờ cổ, đạo gia bị biết tường tận về khả năng của khoáng vật thảo mộc. Cục đá ảnh hưởng tới con người như thế nào, nên để ở đâu, cái cây nên trồng nơi nào để tạo ra quả phúc. Sự tu trì tinh luyện thể chất lẫn tinh thần giúp đạo gia phát triển khả năng tự giác của linh hồn. Giờ nói về nền phương thuật của Ai Cập, Peter Wall đã từng sang Ai Cập để thụ huấn và sở đắc các pháp bí truyền phương thuật và khoa biện môn. Cũng chính xứ đó mà Moïse đã đắc đạo và Đức Giê-xu đã trải qua thời niên thiếu của đời Ngài. Tổ chức quyền môn đó ít người được biết do sự cam kết phải giữ gìn bí mật. Bí mật thầm kín của một nền quốc giáo không được phổ biến. Nguyên lão viện và dân chúng quyết định tiêu hủy những kho tác phẩm không tiết lộ. Moïse được sự truyền thụ hiểu biết phương thuật do bà Thái hậu xứ Ai Cập, mẹ của công chúa Tefutis, đã cứu ông thoát khỏi nước ruột của sông Nil nhờ hoàng hậu Bactria và vua Pharaoh mà dân Do Thái có được giáo chủ của họ là Thánh Moïse. Giờ nói về nền phương thuật Ấn Độ, quyền thuật Ấn Độ được coi như một khoa học thiên nhiên bí truyền cao hơn tôn giáo. Họ chỉ được thực hành trong trường hợp khẩn cấp vì lợi ích công cộng. Đạo sư Ấn thường là những dị nhân nắm giữ bí quyết thâm sâu, thần diệu chữa bệnh, cứu khổ cho người đạo. Các đạo sĩ này tinh thông về triết học, đạo lý siêu hình, thiên văn, lý số, y thuật, tôn giáo. Các vua chúa y quyền thế lực muốn hỏi han gì phải đích thân tìm tới, hay sứ giả đi mời, chứ họ không bao giờ hạ mình cầu xin ân huệ. Không bí mật gì của khoáng vật, cây cỏ, thảo mộc, quyền bí thiên nhiên nào mà họ không có tường tận. Thuật sĩ Ấn Độ đặt một cái chậu trên sàn gạch và yêu cầu cử tọa lấy đất đổ vào chậu. Thuật sĩ lấy ra một cục sỏi khô, yêu cầu cử tọa chuyển tay xem, rồi moi một cái lỗ ở giữa chậu bỏ vào, lấp đất lên và tưới lên một ít nước. Đội biểu diễn phủ lên chậu tấm vải nhỏ hình tam giác rồi đánh trống cơm và niệm chú. Chỉ một lát sau, kéo thử tấm vải qua một bên, đã thấy hai lá sỏi mọc lên màu nâu sẫm. Tấm vải phủ lên lại trong tiếng niệm chú tiếp tục, khi kéo lên vải lần thứ nhì, hai lá sỏi đã đổ qua màu xanh và cây lên cao độ 3 tấc. Đến lần thứ tư, cây sỏi cao được nửa thước, có từ 10 tới 12 trái cái trên cành. Sau cùng, chỉ trong khoảng 4 phút dỡ tấm vải ra, trái đã lớn vừa chín, thuật sĩ hái và mời cử tỏa ăn thử. Thấy sỏi vừa ngọt vừa hơi chua thì chưa hoàn toàn chín. Chúng tôi đã từng đích thân kiểm chứng Ấn Độ và Tây Tạng bằng cách đem chậu bỏ đất và tự tay trồng hạt của thuật sĩ ngay trong phòng. Dưới sự giám sát chặt chẽ, kết quả không có gì khả nghi. Phương thuật chỉ là phép áp dụng những định luật tự nhiên. Tu sĩ Roger Bacon, sống cùng thời với Thomas Dakin hồi thế kỷ thứ 13, đã phát minh ra thuốc súng, kính đeo mắt và vào loại cơ khí. Phát minh của ông được coi như phép lạ, nhưng tòa thánh lại tố giác là giao tiếp với ma vương. Có lần vua triệu Roger Bacon vào cung để biểu diễn thần thông trước hoàng hậu. Ông cầm một cái gậy vung lên vài cái, tất cả cử tọa đều nghe một điệu nhạc du dương trầm bổng, kỳ diệu đến nỗi chưa bao giờ được nghe. Rồi bất thình lình, bốn thiên nữ xuất hiện múa theo điệu nhạc một lúc cho đến khi hình bóng mờ dần và biến vào khoảng không. Bình luận việc này, sử gia Thomson Wright viết rằng quyền năng của tu sĩ Bacon có thể coi kết quả sự hiểu biết siêu đẳng về pha tự nhiên.
dưới ảnh hưởng của một giáo hội cùng tín về mê chấp, trước cực hình tra tấn khủng khiếp của tòa án tôn giáo Inquisition dành cho những người thực hành phương thuật bị đồ thủy, những thuật sĩ không dám phô trương sự hiểu biết hay nhìn nhận thành tích của mình. Với kinh nghiệm của những hội viên thông tin học Anh Quốc, chúng tôi đã từng nghe những điệu nhạc du dương ở một nơi không có nhạc khí và có một mùi thơm ngào ngạt bởi thần linh trong cõi vô hình. Tiếp theo là nói về vạn vật tương quan. Peter Gore cũng như Descartes, chủ trương thuyết từ điển, cho rằng không gian vô tận chứa đầy chất liệu vi tế, nguồn gốc của mọi sự sống thấm nhuần các tinh thể và làm vận chuyển các bầu thế giới. Tiến sĩ Hoffman nêu ra tương quan từ điển giữa muôn loài vạn vật trong vũ trụ, gồm cả loài người, cầm thú, cây cỏ và con vật. Mọi sự sinh diệt đều do từ điển. Một ca giả phẫu ráp cái mũi nhân tạo do miếng thịt cắt ra trên lưng của một người lao công. Khi người lao công chết, cái mũi ráp cho người kia cũng rơi khỏi vị trí. Một ca khác, một mảnh da đầu của một người này còn sống ráp vào đầu của một người trẻ. Thời gian sau tóc trên đầu người trẻ bạc trắng cùng một lượt với tóc trên đầu của người chủ miếng da ấy. Tiếp theo là thuyết từ khí của Kirchner. Cơ sơ cho rằng mọi khí xúc giác của con người như nắng dạng, ghen tuông, tình bạn, tình thương, sự thù ghét đều là biến đổi từ điển trong con người. Loài cấp độc chỉ há miệng ra là côn trùng bò sát, tự bò vào miệng nó để bị đốt sống. Hơi thở của con trăng hấp dẫn con thú nhỏ, môn ngang lại gần. Cá thủy lơ dí biển sâu phóng ra một luồng điện cực mạnh, làm tay người bị tê liệt trong một thời gian khi chạm vào nó. Ở Thái Lan có hai loại nước cá nước ngọt. Hai loại cá này khi làm xong đem ướp muối để nguyên con trong cái lu. Chúng cũng lên cao xuống thấp trong lu theo sát thủy triều ở ngoài biển. Sứ thần Pháp là De La Duber và kỹ sư Vincent cùng theo dõi nước lớn nước rầm của hai loại cá này cho đến khi chúng tan rã. Sự khác biệt địa phương và chủng tộc. Tạp chí y khoa và giải phẫu ở London khuyên các y sĩ đừng nên đem dụng cụ giải phẫu sang Calcutta bởi vì thép ở Anh không chịu nổi khí hậu Ấn Độ. Một sâu chìa khóa của người Anh hay Mỹ sẽ bị rỉ sét hoàn toàn trong 24 giờ khi sang Ai Cập. Một phương sĩ tài ba ở Tây Đá Bá Lã hoàn toàn mất hết quyền năng khi đến luôn luôn đầy khói và sa mù. Những hậu quả tai hại. Nếu một người mắc bệnh mà muốn chữa bệnh cho một người khác, chẳng những truyền bệnh cho người kia mà còn rút mất sinh lực của người ấy. Bàn tay đụng chạm của y là một sự ô nhiễm. Giữa sự sống của loài cây cỏ, cầm thú và khoáng vật có mối tương quan bí nhiệm với đời sống con người. Một người bị ngã bệnh khi người ta bứng gốc cây đã được trồng đúng vào ngày sinh nhật của y. Và khi cái cây này chết thì người kia cũng chết theo. Một cái cây trồng vào ngày sinh nhật của một người tự nhiên khô héo và chết thì người kia cũng nhúng bệnh mà chết theo. Bây giờ nói về không gian quyền bí, giáo sư Proctor nói rằng trong tất cả mọi khoa bói toán tiên tri mà tôi lừa dùng để đoán tương lai thì chiêm tinh là khoa hợp lý nhất và đáng được trọng vọng. Khoa học gia không thể giải thích lý do tại sao thủy triều đi xuống theo được vận chuyển xoay vòng của mặt trăng, tại sao ở vài vùng Phi Châu và Ấn Độ một đường ngủ dưới ánh trăng thường bị loạn ký và phát điên, tại sao người mộng du dễ bị ảnh hưởng của những đêm trăng tròn. Chiêm tinh gia biết cách phối hợp giao huy của những tinh tú ở một thời điểm nhất định trong quá khứ, có thể truy ra một cách chính xác tối đa những điều hòa phúc thăng trầm của đương số và tiên đoán về tương lai. Paracelsus cho rằng mỗi một người, mỗi con thú và mỗi thứ cây cỏ đều có mang chứng tích ảnh hưởng của tinh tú vào lúc kết thai hay nảy mầm. Ngày giờ và nơi sinh là những yếu tố để tính ra ảnh hưởng của tinh tú. Và nhà chiêm tinh sẽ suy ra những triển vọng về công danh sự việc cùng địa vị của đương số trong cuộc đời hiện tại. Những sự trợ giúp hay chướng ngại mà y sẽ gặp phải và những khuynh hướng tự nhiên của y trong việc hoàn thành định mệnh của mình. Đương số vẫn có khả năng vận dụng ý chí và sức mạnh tinh thần để chiến thắng nghịch cảnh, làm chủ vận mạng của mình, hay là đành thụ động chờ đợi cho số mệnh đẩy đưa. Tác động quyền nhiệm của tự lực. Ephila Levi khi người nói rằng khi người đạo đồ đã phát nguyện, y có thể điều khiển những luồng sóng rung động từ điển trong khối tinh quang của vũ trụ theo ý muốn, có thể xuất vía ra khỏi xác và di chuyển đến rất xa trong không gian, hay hiện hình cụ thể bằng cách cô đọng trên thể vía. Peter Gore, triết gia Hy Lạp đã từng thuyết phục một con gấu bỏ thói quen ăn thịt người, hay là bắt buộc một con chim từ trên cây và đáp xuống. Peter Gore thì thầm vào lỗ tai con bò, bỏ nó đừng ăn đậu.
Pythagore đã từng được điểm đạo trong tất cả các khoa huyền môn ở các xứ Cận Đông và Sande. Đã từng trải qua 22 năm học đạo trong các đền thờ cổ Ai Cập, thụ giáo các phương sĩ xứ Babylon. Do đó ông đắc thần thông có thể làm được những việc phi thường ngoài sự hiểu biết của con người. Nói về tinh linh ngũ hành thì đạo gia Clement nói rằng tinh linh chỉ là những thiên thần hạ đẳng có quyền làm mưa, gió, giông bão. Tinh linh ngũ hành ở một giai tầng nhất định trên vực thăng tiến hóa khác nên không trở thành người. Phần lớn tinh linh này được cấu tạo bằng cách dĩ thái nguyên tố thứ năm nên mắt phàm không nhìn thấy được, ngoại trừ người có thần nhãn. Nói về những bí mật của sự chết thì hiện tượng ma cà rồng, vampire. Bác sĩ Pierre, nhà thần linh học Pháp, viết trong tạp chí thần linh học như sau: một hồn ma phân thân hay xuất hồn về bút báo người không phải là điều bí hiểm. Khi thể vi huyết của người chết chưa hoàn toàn thoát ra đi khỏi thể xác thì còn có thể tái nhập vào xác chết do sự hấp dẫn của tình lực. Đôi khi thể vi huyết chỉ mới vừa tách ra có nửa chừng, thể xác bề ngoài tưởng như đã chết nên đem cho làm thể vi huyết kinh hoàng hối hả trở về nhập xác trở lại. Nạn nhân vô phước giải chết một cách tuyệt vọng vì một thở trong quan tài. Nếu y là một kẻ vật chất ô trược, y sẽ trở thành ma cà rồng. Thế là bắt đầu cuộc sống song đôi. Cái xác hôn mê nằm trong quan tài nhưng chưa chết thật, tìm cách bảo dưỡng sự sống của mình bằng cách để cho cái vía đi hút máu người sống. Thể vía này có thể đi khắp nơi tùy ý và bao lâu nó còn dính liền với thể xác bằng một sợi dây từ khí, thì nó có thể tự do di chuyển đó đây trong trạng thái vô hình hay hữu hình để hút máu người sống. Ma cà rồng di chuyển máu để hút cho cái xác nằm yên dưới mộ để kéo dài tình trạng chết giả của nó. Người bị hút máu hao mòn suy nhược tới chết nên nhiều tử thi ở nghĩa địa bị khai quật để chứng thực những xác người chôn từ nhiều năm qua mà da thịt vẫn mềm mại, co giãn, hai mắt mở lớn, da mặt hồng hào như người sống, miệng và mũi đầy máu. Khi chính quyền quyết định cắt đầu tử thi thì máu vột ra như suối. Thị xã Cô Đôm, tỉnh Bavaria, nước Đức, khi bóng ma một người chăn dê xuất hiện trước nhiều người, một tuần lễ sau tất cả người trong thế đều chết. Nông dân trong vùng bèn khai cuộc tử thi, vốt nhọn cặp vỏ dài đâm qua và đóng sâu xuống đất. Nội trong đêm đó, bóng ma lại trở về làng, gây sợ hãi và náo động. Chính quyền xã đã đi tới quyết định khai cuộc ngôi mộ lên, đem xác ấy ra ngoài đồng trống, lấy cặp gỗ nhọn đâm vào xác, nó thét lên ghê rợn và mửa ra máu tươi rất nhiều. Khi bị thiêu, xác ấy tru té lên như người điên và vùng vẫy chống cự như khi còn sống. Sau khi bị đốt ra tro, thì nó không còn hiện hình về nữa. Tu sĩ Đôn Canmet viết trong Ma hiện hình điều bí hiểm là làm sao ma cà rồng ra khỏi mộ rồi chui vào lại mà không để lại dấu vết gì. Khi mộ khai cuộc thì hai bàn chân tử thi dính đầy bùn đất. Ngay sau đêm ma cà rồng xuất hiện, da kinh hoàng sợ hãi trên người này. Bác sĩ Pierre nói rằng thật là nguy hiểm khi tản điện quá sớm. Trong trạng thái chết giả, xác chưa tan rã, thể biết ở về nhập xác, khi hội đủ khí lực từ điển, biết có thể rời mộ, có khi xuất hiện với hình dáng vật chất cụ thể hữu hình đi hút máu bị sống. Chất máu tươi truyền vào thể xác dưới mộ có thể kéo dài sự sống lâu dài. Trong tác phẩm Tro tàn liên xác, linh mục Harvey, tiến sĩ thần học, đề cao biện pháp quả táng để tránh khỏi cái dài sự rùng rợn khủng khiếp của người bị chôn sống trong cổ quan tài khi họ chưa chết thật. Sự chôn sống và phục sinh của các tu sĩ Ấn Độ. Phó vương nước Anh là Sir Claude Wade đã có mặt trong cung điện của vua Ấn Độ là Ranjit Singh để chứng kiến việc chôn sống thuộc sĩ Ấn Độ trong 6 tuần lễ. Trong một cái hòm đặt dưới vực sâu 1.5 feet, ngay dưới sàn gạch của gian phòng, để ngăn ngừa mọi giả trá, hai đội đại đội quân canh gác xung quanh, bốn lính canh túc trực ngay tại mộ suốt ngày đêm và đổi gác mỗi 2 giờ. Đến lúc mở nắp hòm, xác người gói trong cái bao bằng vải trắng, cột túm lại bằng một sợi dây phía trên đầu, tay chân tử thi đã co cắp và cứng đờ. Cái đầu thì nghiêng vào một bên vai. Lốt vì đã mời một y sĩ riêng vào khám nghiệm tử thi. Bác sĩ xác nhận tim không đập, mạch không nhảy, toàn thân đều lạnh, chỉ có xương mỏ trên đầu còn hơi ấm. Bây giờ người lao công bắt đầu xối nước nóng trên thân mình thực sĩ, chà sát toàn thân, gỡ những nút bông gòn có nhồi sáp ra khỏi lỗ mũi lỗ tai, xoa bóp hai mí mắt với bất chất bơ lỏng, đắp lên đỉnh đầu một cái bánh nóng bằng bột mì lớn dài độ 3 cm.
Sau khi đáp nóng trên đầu lần thứ ba thì thân hình thuật sĩ giật mạnh, hai lỗ mũi nở lớn phát ra hơi thở, tay chân co duỗi được như thường, mắt mở lớn và phục hồi lại khí sắc bình thường. Người thuật sĩ nhận ra những người xung quanh và bắt đầu nói ra tiếng. Sở dĩ mũi tai bị kín và cái lưỡi uốn cong ngược trở vào để bít kín lỗ họng, đóng chặt thất khiếu để không khí không lọt vào. Biện pháp này ngăn ngừa tác động của khí trời đối với tế bào cơ thể và vi khuẩn làm hư hoại thể xác. Bây giờ nói về hóa thân của Phật sống Tây Tạng, nhà bác học Ý ở Florence, nhân viên của Viện Cao học Pháp đã ngụy trang đột nhập đồ điện của một chùa Tây Tạng để cung nguyên hóa thân của Phật để chuyển kiếp đầu thai con một hài nhi vừa mới sinh. Chỉ sau 3 ngày, hài sinh đã ngồi dậy trong tư thế tọa thiền kiết già và giảng dạy. Ta là hóa thân của Phật tổ Như Lai, tức là Đức Đạt Lai Đạt Ma. Ta đã bỏ xác già nua của ta ở tại chùa X và trộn thể xác hài nhi này làm hóa thân của ta trong kiếp sống hiện tại của thế gian. Sau cùng, nhà bác học được chư tăng cho phép với mọi nghi lễ trình trọng ẩm hài nhi rời xa nội điện và tăng chúng để bảo đảm chắc chắn rằng không có tiếng nói gì nào phát ra. Bây giờ hài nhi nhìn thẳng vào nhà bác học với một cặp mắt có điểm quan rất mạnh và lại câu nói vừa rồi làm cho nhà bác học rỡn óc rùng mình. Những trẻ tiên tri ở Seven, bác sĩ Fugier nói về biện pháp tàn bạo của giáo hội Gia Tô Pháp trong văn khố lưu trữ hồ sơ. Chưa tới 2.000 người, gồm cả nam nữ, trẻ em đã cầm cự được với 60.000 cung tính của nhà vua. Tường trình chính thức của linh mục hung tàn, sai là gửi về tòa thánh La Mã nói rằng quyền năng của ác quỷ vô cùng mạnh mẽ, đến nỗi không một cực hình tra tấn tàn bạo nào có thể đánh bật chúng ra khỏi Seven. Ông cho biết thế, rằng ông đã đốt bàn tay họ với cục than hồng cháy rực mà họ vẫn không bị phẩm, bao phủ thân hình họ với những vết bông gòn tắm dầu và phấn lửa đốt, nhưng không thấy vết phẩm nào trên da thịt họ. Bắn súng vào mình họ nhưng họ vẫn không bị thương, và các viên đạn dẹp nếp giữa những làn da và y phục của họ. Trẻ sơ sinh chưa tới 12 tháng bỗng nhiên nói tiên tri bằng tiếng Pháp trôi chảy. Trong thời gian ngắn có tới 8.000 nhà tiên tri trong vùng như vậy. Về tác dụng của phương thuật áp nhẫn là con bắt đầu, Đức Giáo Hoàng Pai thứ 9 có cái khả năng phóng luồng khí lực vô hình giết chết chim chuột cắp nhái và thậm chí có thể giết người. Tuy nhiên tác động vô ý thức này ngoài ý muốn của ngài. Trên bờ sông Nil, thổ dân Ai Cập có thể làm cho cá sống bò lên bờ chơi với họ bằng cách thổi một con sóng nhỏ. Thổ dân khác bắt sống những loài rắn cực độc thuộc loại nguy hiểm nhất và chơi đùa với chúng một cách tự nhiên. Rắn bao quanh họ vô số, tới lúc chán thổ dân đã đuổi chúng đi thôi. Chúng tôi thấy ở Ấn Độ, nhà thuật sĩ ngồi im lặng, đắm chìm trong cơn thiền định bên cạnh hồ nước đầy những cá sấu to lớn. Cá sấu bò lên bờ nằm phơi nắng bên cạnh nhà thuật sĩ về hiền lành như mèo. Linh vật và linh phù, một toán lính canh dùng súng trường bắn vào tù trưởng bộ lạc Sulimas ở Phi Châu. Người này không có gì tự vệ khác hơn là bộ mạng. Một tù binh Ifanyo bị đem bắn ở Zune nhưng không chết. Sau khi lột hết áo quần của Israel chỉ thấy có một lá bùa. Khi bùa bị tịch thu, người tù binh liền ngã xuống chết sau phát súng đầu tiên. Một tù trưởng bộ lạc quân da đỏ ở Mỹ Châu đã thú nhận với tướng Washington rằng trong trận Red Dog, y đã bắn 17 phát súng trường vào ông trong một cự ly rất ngắn mà không sao cả. Điều nói về bùa ém cá mập. Marco Polo nói rằng người bọn gặp trai ở Tích Lan phải mướn phù thủy ém cá mập để khỏi bị chúng làm hại. Bùa chỉ có tác dụng trong ngày mà thôi, đến đêm thì bùa hết chịu được. Đại tá Juna cho biết rằng chính phủ Anh đã trả tiền cho người ém cá mập. Trưởng ban phù thủy này là một tín đồ Gia Tô. Trong suốt thời gian người Anh chiến đấu, chỉ duy nhất có một người bị thiệt mạng do cá mập mà thôi. Ai đến Tích Lan thì biết rằng vùng bể mò ngạp tai đầy những cá mập thuộc loại hung dữ nhất, tắm biển còn rất nguy hiểm. Đừng nói chỉ lặn sâu xuống biển để vớt sò. Bây giờ nói về những bí mật của sa mạc, những bí mật của sa mạc từ thời Atlantis, những kho tàng khổng lồ bị vùi chôn dưới đáy biển. Tiến sĩ Silliman đã đào xới được những kho tàng ở Mycenae làm kêu gọi lòng tham của dân chúng. Vùng Tartary gần Mông Cổ xưa là một trong những đế quốc giàu sang văn minh nhất thế giới, mà vàng ngọc châu báu vô cùng quý giá không một kinh đô nào có thể so sánh. Thỉnh thoảng ở đồng bằng các Gobi có vài kho tàng gió bão thổi lộ ra, nhưng không thổ dân nào dám chạm đến.
vì toàn vùng bị ảnh hưởng bởi một loại phù phép ém đối mạnh mẽ phi thường. Một loại thổ tinh hình thù cướp giết canh gác, kẻ nào lấy báu vật sẽ bị chết tức khắc. Ký sự Marco Polo diễn tả hành trình xuyên sa mạc. Marco Polo nói rằng khi lữ hành di chuyển ban đêm, họ sẽ nghe thấy tiếng ma nói chuyện. Đôi khi giọng ma này gọi ngay tên của họ lúc ban ngày. Đôi khi cả tiếng đàn nhạc hay tiếng sóng. Sử gia Trung Hoa Bác Quân Nhi cũng nói rằng qua vùng sa mạc Quang Vu, người ta nghe những âm thanh lạ lùng, khi thì nghe tiếng ca hát, khi thì nghe khắp thanh ai oán nở nùng. Lữ hành nào tò mò đi về phía những âm thanh đó sẽ bị mất tích, vì đó là giọng của yêu tinh ma quỷ. Qua sa mạc Sahara, lữ hành cô đơn dễ bị yêu ma xuất hiện, cấm dỗ đi mất tích. Bây giờ những hình tượng sống động, tượng Đức Mẹ để nhiều lần rồi khỏi khánh đường giáo khu Lộ Đức, đi dạo chơi trong khu rừng gần bên. Báo chí 1876 tường thuật người giữ đền thờ đã nhiều lần phải chạy đi tìm để rước Đức Mẹ về. Một người lính La Mã hỏi nữ thần Junon: thưa nữ thần, ngài có bằng lòng dời con ngôi đền khác ở La Mã làm nơi cư trú chăng? Tượng nữ thần đáp, Junon đáp: được, ta chịu. Khi di chuyển, pho tượng khổng lồ tức khắc mất trọng lượng nên di chuyển rất dễ dàng. Học giả De Busso kê khai những pho tượng Thánh Gia Tô và Đức Mẹ để đi đứng như người, như pho tượng Thánh Mẫu ở Lourdes. Con người vốn có một khát khao tìm thấy được bằng chứng về sự bất tử của linh hồn. Triết gia Hy Lạp và La Mã phân biệt vong linh hiện hình bằng danh từ vía, hồn và phách. Vía bước qua cõi âm sau khi con người từ trần, hồn thăng lên cõi trời. Phách còn phát vưởng trên đám mồm do sự hấp dẫn của thể xác đối với khí trọng lượng của nó, làm cho nó không thể vượt lên những cảnh giới cao hơn. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Nói những điều rất là huyền bí mà huyền bí quá đó. Rất là đúng với cái đầu đề tiên như huyền bí. Trong khi thiếu trình viên nói đó, có một em bé khoảng 4 tháng, con của Sơn và Thanh Trúc, cứ ỏi hèo hoài, có lẽ là không bận lòng cái gì đó. Vậy bây giờ tới giờ thảo luận em bé có câu hỏi nào đặt ra không? Và ỏi hèo hoài. Nhưng mà sao nó nghe tập rồi nó đến Thôi bây giờ trong khi chờ đợi ở đây có câu hỏi nào đó thì chị Hạnh đó đọc câu hỏi từ xa gửi đến. Câu số 1. Câu hỏi từ xa gửi đến. Câu thứ nhất: xin cho biết sự khác nhau giữa quyền năng tâm linh bậc cao và quyền năng tâm linh bậc thấp. Dạ, câu hỏi này anh tìm. Để chiếu hình lên phải không? Yeah. Quyền năng tâm linh bậc cao á, thuộc về chân ngã, liên hệ với thần kinh não tủy. Còn quyền năng tâm linh bậc thấp á, thuộc về phàm ngã, liên hệ với thần kinh giao cảm. Chúng ta nhìn đây này. Món đồ này, quyền năng tâm linh thấp á, thì nó thuộc về phàm ngã, liên hệ với thần kinh giao cảm. Cũng có quyền năng tâm linh cao á, thuộc về chân ngã, liên hệ với thần kinh não tủy. Thì xin trả lời vấn đáp vậy. Anh phải giải thích thêm về cái thần kinh giao cảm mới khác với thần kinh não tủy. Thì từ cái phần ngã mình đi xuống về cái thần kinh giao cảm, thì mình thấy chân ngã thì thần kinh não tủy là sự suy nghĩ. Còn cái thần kinh giao cảm là cảm xúc, tình cảm. Anh có thể cho cái thí dụ cho nó dễ hiểu chứ. Hình như là thần kinh não tủy, anh là bác sĩ thì anh phải rành hơn tôi. Hình như là thần kinh não tủy là não thì mình biết rồi, còn tủy là nó liên hệ đến những cái cảm xúc của mình. Còn cái giao cảm nó có phải là cái thần kinh tự động để nó điều khiển cái bộ phận bên trong không? Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Thần kinh giao cảm là thần kinh tự động đấy chị. Còn não tủy là nói chung là não tủy. À còn câu hỏi của chị Loan là sao? Có thể nào có cái thí dụ cho nó có vẻ rõ ràng tí không? À thí dụ về quyền năng thấp, về quyền năng cao không? Dạ. Yeah. Xin trả lời vấn đáp như thế này. Cái não bộ của mình chia là hai phần. Cái não bộ bên trái này là tiến hóa khi mình phát huệ từ cái não bộ bên trái, và cái bên
bên phải này cùng với cái tiền tiền trán này là lý luận lý thuyết mà thôi. Thành ra cái này và cái này không làm cho ta, nghĩa là có thể nói là không làm cho ta đi tiến hóa cao được. Chỉ có bên này mới là cái chỗ chúng ta phát huệ, tức là tiền bán cầu não trái. Tôi cũng có nghe nói về não phải với não trái đó, thì tôi nhớ không biết là có nhầm so với lại anh Mai không, thì nghe nói là não trái đó nó thuộc về khoa học lý luận, còn não phải thì nó thuộc về trực giác. Ví dụ như là những nghệ sĩ chẳng hạn đó, hay là họa sĩ đó, họ phải dùng cái não bên phải để có trực giác để họ có vẽ được. Đấy, thì nó như vậy. Sự suy luận đó. Suy luận là bên trái. Dạ không. Thì, suy nghĩ lý luận đó, là cái tiền đó. Bây giờ mình nói về những đại thành lập của cái hai hệ thần kinh đó. Hệ thần kinh giao cảm á, tức là thuộc về cái thể vía của mình. Khi mình thành lập thể vía, khi sinh ra đó, thể vía của mình hay là cái thể tình cảm của mình á thành lập, thì từ đó nó phát sinh ra cái hệ thần kinh giao cảm trước, rồi sau đó thì phát sinh hệ thần kinh não tủy, tức là cái suy luận, cái tư tưởng của mình. Giao cảm là cái vấn đề như Mai nói là tình cảm. Thì cái trong cái giống dân, mấy giống dân đầu á, giống dân thứ ba thứ tư chẳng hạn, thì phát sinh cái tình cảm trước, phát triển cái tình cảm trước, thì cái hệ giao cảm này rất là phát triển. Nghĩa là từ giống dân thứ ba, giữa giống dân thứ ba trở đi đó, hệ thần kinh giao cảm này nó không có kiểm soát nữa. Nghĩa là lúc đầu á thì cái hệ thần kinh giao cảm này nó là thần kinh điều khiển được. Thí dụ mình phải thở, nghĩa là mình thở vô, mình thở ra, mình phải chú ý mình mới thở. Mình thấy ngợp thở quá mình thở vô, hít vô, rồi mình thấy như mình thở ra đó, hay là trái tim mình như vậy, mình những cái đập của trái tim á, hay là những cái gì ăn uống vào đó thì mình điều khiển bằng cái trí của mình được, thì đó là hệ thần kinh giao cảm. Nhưng mà dần dần tới giống dân thứ tư trở lên đó, hay là giữa giống dân thứ ba đến giống dân thứ tư đó, thì cái hệ thần kinh giao cảm này nó lùi về trong, nó tự động, mình không cần điều khiển nữa. Thí dụ mình thở là nó tự động nó thở thôi, cái tim đập tự động đập thôi, hay là cái nhu động của ruột hay là bao tử này kia đó, nó tự động hết, nó trở về cái tự động. Nhưng mà đến giống dân thứ tư trở đi đó, thì cái hệ thần kinh não tủy này nó mới hoạt động mạnh, giờ người ta phát triển cái trí nhiều hơn, thì hai cái hệ thần kinh này nè nó hoàn toàn khác nhau, nhưng mà nó cũng dính liền với nhau, chứ không phải là khác về phương diện phân sân thôi. Còn những cái khác là thuộc dễ đó, là tại vì nó thuộc về phần ngã, thì cái quyền năng tâm linh thấp á, trước khi trí tuệ phát triển thì nó đã có rồi. Thí dụ giống dân thứ ba chẳng hạn, họ sống một lượt giữa hai cái thế giới, có khi họ sống họ thấy cõi trung giới, những cái cõi trung giới thì họ thấy hết, giờ cõi trần và cõi trung giới họ thấy được một lượt hết. Thật ra họ có giống như bây giờ những người mở cái cõi trung giới đó thì giống như vậy. Thí dụ như ở những vài con vật chẳng hạn, nó có cái hệ thần kinh giao cảm này, nó cũng phát triển mà nó thấy được cõi trung giới. Thí dụ con chó nó mà đêm nó thấy cái hình bóng nào đó ở cõi trung giới mà mình không thấy, mà nó sủa, tức là cái hệ thần kinh nó chưa phát triển, nghĩa là hệ thần kinh não tủy đó, lý trí nó chưa phát triển đó. Và cái thứ hai thì mình nói là thể vía do thể trí chưa hoàn hảo, thì ngược lại bên đây đó, quý vị nhớ cái bản này. Còn bên đây á, người đang tâm linh cao á, thì hai cái này đã phát triển, hai cái thể vía và thể trí đã phát triển hoàn toàn rồi. Chứ người đang tâm linh thấp á, họ không cần thành lập thực thể, dĩ nhiên là như vậy, tại vì tự nhiên nó khó. Nếu mình những người nào bây giờ đó, họ mất cái này, họ muốn trở về đó, họ cũng không cần thành lập thực thể, họ có thể có những cái quyền năng tâm linh thấp được, họ có thể thấy được cõi trung giới, hay là có những cái thần nhãn thần nhĩ gì đó thấp. Còn bên đây thì cần thành lập cách thể mới có được cái tâm linh cao. Vì vậy cho nên cái người ta nói là thần quyền năng tâm linh thấp họ không tin thời với đạo đức, nghĩa là người đó có thể là đi theo tà nói phù thủy này kia, họ cũng vẫn có quyền năng tâm linh thấp. Còn bên đây thì cần phải phát triển đạo đức, tại vì nó thuộc về chân ngã. Và quyền năng tâm linh kia đó chỉ có trong một đời, thấp chỉ có một đời thôi, nghĩa là thuộc về cái thể biến của mình, cái thể xác của mình. Và nó mất đi thì cái sau mình mất luôn.
còn quyền năng kia đó, quyền năng tâm linh cao đó, thì nó trường tồn. Quyết định thực thuộc có quyền năng chân ngã rồi đó, trước sau mình rất là dễ dàng có lại. Thật ra có những người mà tự động họ có đó là trước họ đã phát triển những quyền năng của chân ngã rồi. Người đang tâm linh bậc thấp thì nó có không, nhưng mà người đang tâm linh bậc cao á kiểm soát theo ý muốn. Ví dụ ông Lipeter này kia chẳng hạn, mình thấy trong cái quyển những việc cứu trợ cho mình đó, ông muốn lúc đầu ông có thì ông có, ông nhìn thấy ông muốn làm việc ở trong giới đó, lúc đầu cũng được và trở về lúc nào cũng được, đó là hai cái khác nhau. Thì hồi nãy mình nói đó, thấp là thuộc về giống như thứ ba và đầu giống như thứ tư, còn cao đó thuộc về giống như thứ tư thứ năm trở lên. Luyện những quyền năng tâm linh thấp á, thì người ta có thể luyện Hatha Yoga. Nói gián tắc vậy thôi chứ mình không nghĩa Hatha Yoga là những người đi bất kỳ giờ đó. Còn bên đây thì phải Raja Yoga, tức là cái yoga mà Minh Triết Simali phải thâm thập á, muốn mình thực tập á là Raja Yoga, tức là phải luyện những đức tâm, những cái tinh luyện những cái thể mình trước, rồi sau đó mới tập những cái ở thế kia. Thì người ta ví quyền năng bậc thấp á thì giống như làm u mê con ngựa. Ví dụ Hatha Yoga chẳng hạn, họ tập luyện bằng cách ví dụ họ nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó, một điểm đen ở trong cái ấy trắng chẳng, cho cái thể trí của họ nó tê liệt đi. Hay là họ dùng cái phương pháp từ đó họ làm tê liệt cái thể trí, họ nín thở chẳng hạn, họ làm oxygen nó giảm đi, carbonic nhiều quá nó làm cái trí của họ tê liệt, thì họ thấy được cái cõi trung giới. Thì đó là làm u mê con ngựa, tức là làm u mê con ngựa đó thì họ cởi được con ngựa, nhưng mà cởi được tạm thời trong một thời gian trong cái kiếp này thôi. Còn khi mà mình huấn luyện con ngựa đó, mình tập cởi đó, thì khi đã biết cởi ngựa rồi đó, mình có thể cởi bất cứ con ngựa nào, nghĩa là cứ sau mình có con ngựa khác, có cái thân xác khác, mình vẫn có nó như thường. Mình chỉ tập sơ sơ là mình có liền. Người ta hát cái đó là khác nhau. Chắc là một vài cái loại drug đó làm cho người ta có cái quyền thấp hả? Đúng rồi chị. Có nhiều người muốn có những cái thấy những cái cõi trung giới này kia đó, họ có thể dùng thuốc LSD hay là cái thuốc gì đó, mấy cái thuốc mà gây sai đó, thuốc lắc này kia đó, họ thấy cái bào sắc ở cõi trung giới mà mình có thể nói là cái quyền năng bậc thấp này nhìn thấy những cái cảnh thấp, còn cái quyền năng bậc cao thì nhìn thấy những cảnh cao và những cõi cao. Dạ, cảm ơn chị Bộ Thúc. Tại đây có ai có câu hỏi nào khác? Dạ, mời chị. Dạ, thưa tôi có câu hỏi là nhà tử vi ạ. Theo như là kho tử vi đó, thì mỗi con người sinh ra cái ngày giờ sinh đó là chịu ảnh hưởng của các tính sao. Vậy thì kho tử vi giải thích làm sao về trong trường hợp hai anh em sinh đôi, một người sẽ thành đạt giàu có, còn một người thì thất bại và nghèo khổ? Dạ, thưa chị có hỏi đó. Cũng có để sắp sửa sẽ trả lời, nhưng mà chị hỏi trước thì trả lời trước. Thưa chị, tôi đã thấy có một ông thầy, tôi chỉ tay thôi, mà ông viết 50 chương nói về cuộc đời đó. Bao nhiêu đứa con gái, 7 đứa con gái, 2 đứa con trai. Và cái quyển đó là của ông anh tôi còn giữ, coi chỉ tay thôi. Và có một người đã coi chữ ký ở Chợ Lớn, tôi cũng rất hân hạnh, cái đó tôi tò mò lắm. Tôi cốt nguyên cái bản đó, coi cái chữ ký thôi, mà nói về cuộc đời của người đó không có sai. Như vậy thì hai cái người sinh đôi đó, có thể là cái chỉ tay họ không giống nhau, và nếu họ 18 tuổi họ ký chữ ký thì không giống nhau. Đó là chưa nói tới chuyện hai người phụ nữ sinh đôi, một người tiếng nói dịu dàng êm ái, một người nói giọng đàn ông thế thế, thì chúng ta không cần làm thầy cũng biết là cuộc đời hai người đó sẽ khác nhau. Chưa nói tới cái chuyện tức là cái thanh âm này, chỉ tay chữ ký này. Còn một cái người có huệ nhãn, ta sẽ thấy được hai cái người đó từ hai linh hồn có sự tiến hóa khác nhau và có nhân quả khác nhau trên biểu hiện trong cuộc đời này khác nhau. Mình xin em. Như vậy thì ông ta là mỗi người khác nhau, nghĩa là tuy rằng sinh cùng một ngày một giờ mà vẫn có khác nhau, là do cái chỉ tay hay là những cái yếu tố khác nó xem vào, chứ không phải là dạ, mời chị. Tôi nghĩ là sinh cùng một ngày một giờ nhưng mà cũng chưa chắc cùng một giờ, thời điểm nó cũng phải, nó cũng cách xa nhau, cho nên là những tinh tú nó đã xoay chuyển khác rồi. Có điều là khoa tử vi không tinh vi tới cái mức độ để mà tính từng qua từng phút giây, thành ra là không biết là có sự khác biệt thôi. Dạ xin lỗi chị, nói rất là đúng, là tại vì
khoa tử vi chỉ tính theo cái có 12 thôi, tức là tí tới hợi thôi. Trên ví dụ như giờ tí là sau 11 giờ lẽ 1 phút là giờ tí cho tới 1 giờ. Thì cái người sinh 11 rưỡi, 12 giờ, 12 rưỡi giống nhau trong cái số đó. Cho nên không tính ra cái phút được. Chứ mình không thể nào gạt bỏ khoa tử vi sang một bên được hẳn được. Thì đúng rồi. À. Ở đây tôi có bổ túc một câu chuyện cũng vui vui là của vua Lê Thánh Tôn mình á, vừa sanh ra thì ở trong dân gian cũng có sanh ra giống một giờ luôn, cùng một giờ. Thì cái ông đó tới lớn rồi, khi mà gặp ông vua thì hỏi tại sao tôi với ông sanh cùng một giờ một ngày như nhau, mà tại sao ông là vua còn tôi thì không. Thì ông vua Lê Thánh Tôn hỏi vậy chứ ông làm nghề gì? Đấy, tôi ở trong rừng thì tôi nuôi ong. Hỏi nuôi bao nhiêu ong, tôi bây giờ mấy chục ổ ong tôi cũng không nhớ nữa. Thì ông vua Thánh Tôn nói rằng tôi sanh ra ở kinh thành, tôi làm vua có một nước, còn ông ở trong rừng là ông làm vua nhiều nước quá mà còn đòi gì nữa. Thành thử ý nói rằng ở sanh cái tại một nơi nào thì lại là một cái chuyện khác nữa. Chiều sanh ở núi thì sẽ là phá sinh lâm, rồi sanh ở biển thì đâm phù thủy chẳng hạn. Cái câu hỏi đó chính xác là cái người đó sanh cùng một chỗ, cùng một đường mẹ, mà cùng một giờ, nghĩa là cách nhau có thể một vài phút thôi. Cái tôi muốn bổ túc là cùng một giờ có cùng song sanh, nhưng mà cái số, anh nhớ kỹ cái số TV á, tôi biết rằng nó hợp với con trưởng, thì con trưởng làm vua chẳng hạn vậy đó. Đôi khi cái số con trưởng không là vua mà cái đứa kế làm vua nữa, đó là tùy theo cái số nữa, tức là khác nhau. Thì bây giờ mình có thể tóm tắt lại cái những câu trả lời đó. Dạ. Có thể mình nói là sanh cùng một ngày một giờ tử vi đúng không, không đúng, nhưng mà tùy theo cái người, tại vì mỗi linh hồn có sự tiến hóa khác nhau, mỗi kiếp có tiến hóa khác nhau. Người đó tiến hóa về phương diện ý chí chẳng hạn, thì họ có ý chí mạnh, thì họ điều khiển. Tuy rằng cùng một hoàn cảnh đó, cùng một khó khăn đó, nhưng mà ý chí họ mạnh, thì họ làm khác. Còn cái người ý chí yếu quá đó, gặp hoàn cảnh đó thì bỏ xuôi qua rồi nghèo khổ, họ không chịu phấn đấu chẳng hạn. Cũng cùng là anh em hết, nhưng mà người phấn đấu cùng bằng ý chí thì nó khác, nó hoàn toàn. Tuy rằng không phải mình nói là tử vi sai, nhưng mà nó xảy ra như vậy thì do cái ý chí, do cái linh hồn đó, nó phát triển nó khác nhau. Tôi xin phép được bổ túc chút xíu, tại tôi thầy tử vi mà, nên có những người họ cũng có cặp sinh đôi tới, nhưng mà hai đứa số hoàn toàn khác nhau. Tại đứa này nó sinh lúc 1 giờ trưa, tôi phải chấm nó giờ ngọ, và đứa kia đã sao 1 giờ lẻ 1 phút, tôi phải chấm giờ mùi. Hai đứa số khác nhau hoàn toàn, sinh đôi đó. Nếu ở đây không có câu hỏi mời chị đọc câu hỏi số 2. Dạ, câu hỏi thứ 2. Biến cố thất mộ thân ở Huế. Một người có khả năng linh thị dùng khoa trắc nghiệm tinh thần xem một viên gạch bể cũ của thành nội Huế. Một người khác sống ở Huế thời gian đó kể lại, người nào chính xác hơn? Tôi xin trả lời rằng mặc dù có những nhà linh thị nổi tiếng như bà Đen Tinh, từ một mảnh đá vụn của một ngôi nhà, bà diễn tả được ngôi nhà cửa đó và người chủ của ngôi nhà ấy, hay từ một mảnh đá cẩm thạch, bà nhìn thấy được cảnh tượng làm lễ của vị giám mục trong thánh đường ngày xưa ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thì nếu bây giờ có một người mà từ viên gạch cũ của thành nội Huế mà thấy được cảnh xưa, cũng có thể tin được lắm. Nghĩa là người đó có khả năng linh thị như vậy. Thành ra cái người, cái khả năng linh thị đó cũng tùy theo cái người đó đã trao dồi, nghĩa là có chuyên môn hay không, nhiều hay ít. Thành ra bây giờ một người chứng kiến tận mắt thấy mà nói lại thì chắc mình sẽ tin hơn. Yeah. Có ai bổ túc cho câu trả lời của câu này? Bây giờ câu hỏi để tôi đọc lại, câu hỏi này từ xa gửi đến. Ở biến cố tới mộ thân ở Huế á, có một người có khả năng linh thị, họ lượm một miếng gạch ở trong thành nội Huế. Họ dùng cái khả năng gọi là psychometry, cái bằng khả năng tâm linh, dùng trắc nghiệm tinh thần thôi, psychometry. Rồi cũng một người khác, họ sống ở thành nội Huế. Bây giờ hai người đó, mình gặp hai người đó, một người kể lại họ sống ở thành Huế, kể lại câu chuyện. Còn một người thì không có sống ở thành Huế, nhưng mà họ có khả năng linh thị, họ dùng trắc nghiệm tinh thần, họ kể lại, thì mình tin tưởng người nào hơn? Thì theo anh Mai thì nói mình tin tưởng cái người sống ở đó hơn. Quý vị có ý kiến nào khác không?
Tôi nghĩ là cái người sống ở đó thì họ sẽ bằng cái con mắt thật của họ để họ nhìn mọi chuyện xung quanh họ. Còn những người mà có viên gạch á thì chỉ nhìn thấy những cái cảnh xung quanh viên gạch thôi, tôi không nghĩ là họ nhìn thấy những cái cảnh chỗ khác. Còn hai theo như Đại Trang nghĩ á, là không cần phải nhìn vào viên gạch mới có thể thấy được cái cảnh của quá khứ, mà nó tùy thuộc vào cái sự tiến hóa của cái về cái mặt linh hồn á, của cái người đó, và cái nhãn thông của họ thuộc cấp bậc nào thì vẫn có thể nhìn lại những cái vấn đề đó nó tương đối chính xác chứ không đến nỗi chênh lệch lắm. Nhưng tuy nhiên cũng có những người có cái nhãn thông lờ mờ thì họ cũng sẽ thấy theo cái kiểu lờ mờ. Và thật ra không nhất thiết phải nhìn một đồ vật nào đó thì mới có thể thấy lại được quá khứ. Nhưng nhiều khi nếu mình đưa một cái đồ vật nào đó ra để gợi ý nó rằng qua cái viên gạch này là lượm lại được trong cuộc chiến mậu thân ở tại Huế, thì có thể qua đó là một cái gợi ý bắt đầu họ tịnh cái tâm họ lại để họ có thể nhìn lại của quá khứ được. Dạ, chứ không nhất thiết phải lệ thuộc vào một cái vật nào đó đâu ạ. Nó theo con nghĩ vậy thôi. Mời anh Quê. Tôi cũng đồng ý với cô Đại Trang. Cái linh thị á, nó tùy theo cái mức độ của người đó. Dạ. Ví dụ như trong cái ánh sáng của hành đạo á, mình thấy cái tiếng nói vô sinh á, là sự gợi ý, nó trung thực và nó chính xác từ bên trong. Thành ra nếu mà thể xác và thể cái được trong sạch đó thì cái linh thị đó nó được hoàn toàn, thì cái đó là chính xác nhất đó. Dạ, còn nếu mà mình ở bậc thấp như cổ nói thì có thể là không được chính xác. Thì bây giờ mình nói cái trắc nghiệm tinh thần là gì, psychometry đó, mình phải hiểu đó là cái gì. Nghĩa là tất cả mọi vật đó, nó đều ghi lại những cái gì xảy ra. Ví dụ bây giờ mình nói cái bình bát của ông Lục Tổ đi, thì cái bình bát đó nó ghi cái từ điển và cái rung động của nó đó, nó ghi lại tất cả những cái gì trong cuộc đời của Đức Lục Tổ. Thì cái người sau này đó không biết rõ cái cuộc tổ cái cuộc đời như thế nào, có thể nhìn cái bình bát đó mà thấy được do sự rung động, hay là một viên gạch nào đó, hay là viên sỏi đá nào đó, cái vùng chiến tranh như trong này nói đó, thì nó ghi lại giống như họ quân tử trường tồn của mình đó, nó ghi lại tất cả mà ghi rất chính xác, nó không thay đổi. Thì mình một người có khả năng trong này gọi là trách nhiệm tinh thần, còn khả năng linh thị của hồi nãy Đại Trang nói đó thì nó hơi cao hơn. Còn đây họ nhìn cái vật đó họ mới biết được, không phải tự nhiên họ biết được. Thì họ nhìn, họ đón, họ nhìn thấu trong cái rung động của cái hộp, cái viên đá đó, thì họ thấy được cái hiện tượng xảy ra đúng như thật. Còn cái người mà ở Mộ Thanh Quế á, họ kể lại đó, thì thật ra mình cũng không đáng tin lắm. Tại sao mình không đáng tin? Là tại vì do cái người đó quan sát nhiều khi không đúng. Họ núp ở trong cái kẹt rồi thấy, ví dụ họ thấy một anh lính Mỹ bọc một cô gái chạy, nói Mỹ này ác, thí dụ họ có không có cảm tình với Mỹ chẳng hạn, con gái người ta đường ấy gì mà còn chạy ẩm chạy, nhưng mà sự thật là anh lính Mỹ đó anh ôm cô gái, ẩm cô gái đi làm cô gái bị què chân hay là bị đạn cái này, thì anh ẩm chạy thì anh chỉ thấy một khúc vậy thôi. Thành ra nó không đúng, thứ nhất là quan sát không đúng, thứ hai là cái trí nhớ cũng không có hoàn toàn, tại vì bộ óc của mình nó thỉnh thoảng nó không có nhớ đúng. Cái thứ ba là do thành kiến, cũng như tôi nói hồi nãy cái thành kiến của nó đó, cái ông này ghét Mỹ, ghét lính Mỹ lắm, thấy lính Mỹ ôm cô gái chạy là cứ nói là toàn lòng toàn bị tâm mạng, nhưng mà sự thật cái anh lính Mỹ này cứu cô gái. Thật ra cái quan sát của con người nhiều khi không có đúng. Thật ra Mai nói cũng đúng là nếu cái quan sát nó đúng thật thì nó đúng, nhưng mà cái mình có khả năng gọi là trách nhiệm tinh thần á, thì nhìn cái vật thể rất là đúng, tại vì nó không có thay đổi. Cho phép con bổ túc này, con bổ sung nha, con bổ túc. Thí dụ như cái vấn đề nhãn thông thấy, nhưng mà thấy là thấy ở giai đoạn nào. Thí dụ như cái cuộc chiến ở Mậu Thân có thể xảy ra trong vòng bao nhiêu ngày, thì thấy cái ngày nào, thấy ngày đầu tiên, và thấy vào cái khoảng thời điểm buổi sáng từ đâu tới đâu, thì diễn tả chỉ diễn tả được cái khúc chỗ đó thôi. Nói tôi thấy vào cái ngày đó, vào cái khoảng từ 7 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa gồm những diễn biến gì. Và thì cái đó là phải nói là nó là như vậy, chứ không thể nói rằng tôi thấy cái cuộc chiến Mậu Thân nó như thế mà trong lúc mình chỉ thấy có một khúc như thế này thôi. Mình không thể mình diễn tả thành một cái nguyên một cái khúc dài bao nhiêu ngày xảy ra được. Dạ. Thì cái khoa trắc nghiệm tinh thần đó
khi nhìn một viên đá sỏi đá nào đó, họ thấy hoàn toàn, họ muốn thấy cái thời gian nào đó thì viên đá sỏi đá đó sẽ ghi lại hết thời gian trước mậu thân và thời gian giữa mậu thân và thời gian sau đó, họ ghi lại hết. Thì những người này rất là nó ghi những cái vùng chung quanh viên đá thôi. Dạ, chung quanh viên đá, đúng rồi. Ở đây có câu hỏi nào mọi chị? Mỗi khi mệt mỏi, tôi đi dạo dưới những cây thông, tôi cảm thấy khỏe khoắn. Vậy anh có thể giúp giải thích lý do tại sao? Thế thì chị là chị có biết chị đi buổi lúc nào, nếu chị sức ban đêm rồi không có khỏe đâu. Tại chúng ta đã học cái bài học là ban ngày nó cho ra oxy. Ban ngày thì nó cho ra oxy, ban đêm nó thải carbonic. Vậy thì đó là cái sinh hóa tự nhiên của cái cây cối thực vật. Bởi vậy cho nên cái hiện tượng lục dị hóa nó chỉ xảy ra dưới sáng mặt trời mà thôi. Tại bây giờ mình lấy cái tấm bạt mình phủ cho cái bãi cỏ thì một tuần sau dở rồi nó trắng bạch nè. Thành ra cái hiện tượng lục dị hóa kèm theo cái sự là hô hấp khí trời là cho ra oxy hay carbonic. Và tôi nói thêm một điều nữa chị, là cây thông á, là cái cây á, mà nó thu hút cái prana của vũ trụ nhiều nhất. Trên buổi trưa ấy, chị ngồi thiền dưới gốc cây thông, những cái loại cây như cedar, redwood, nó tương tự như vậy á. Cây cedar hay là trên vùng bắc mà chị tới cái vùng mà redwood á, hay là cây thông. Anh là cây to lớn, chắc bánh dạ dược. Dạ không, cái cây nó có âm dương. Lúc nãy tôi mới đọc chị nghe đó, cái cây trồng ở đâu, quả hay phúc, cái loại cây gì. Thấy người ta trồng cây bước trước, trồng cây, đem cái cây trồng vô cái táo quả tâm linh. Thì cái cây, chỉ muốn nói cây thông là tôi nói cây thông thôi. Cây thông là tương cận với nó, là cái tùng này, cây cedar này, cây redwood. Thì những cái cây đó nó thu hút cái prana của vũ trụ rất là mạnh. Trên buổi trưa mình ngồi dưới cái thông đó, thiền rất là sướng. Cho nên quý vị có qua Nhật, quý vị để ý những cái tu viện của Nhật Bản. Người Nhật Bản trồng rất nhiều cây thông, và không có trồng cái loại palm như ở Mỹ này. Không có bao giờ thấy. Chị xin hết. Cảm ơn. Dạ, có ai bổ túc câu này không? Thì anh nói rất đúng, cây thông với bọn mình đó là cái khuynh diệm đó. Nó hấp thu prana rất là nhiều. Giờ nó thải ra, cái prana của nó thải ra. Nó làm cho con người hấp thu là trở lại cái đó. Mà prana của nó đã được chế lượng rồi. Chế lượng trong cái cây rồi nó thải ra, con người rất dễ hấp thu cái prana đó. Còn một điểm nữa là có người á, cái prana đó, cái sinh lực của nó phát ra đó, nó làm cho người tăng trưởng, là làm cho cái luồng từ điển á, nghĩa là trong cái trái đất này đó, nó có cái luồng sinh lực từ điển á, nó đi từ hướng nam tới hướng bắc. Thành ra cái người mà họ ngủ dưới cây thông á, theo anh nói thì ban ngày trong đêm thì cái nó thích hợp với cái luồng từ điển đó, nó làm cho cái sức khỏe của mình bao tăng trưởng. Tôi cũng có đọc ở đâu là khi nào mình cảm thấy mệt nữa, mình ra mình ôm cây thông thì là mình sẽ khỏe lên. Thì ôm hay là mình ở gần cây thông thôi. Cũng có thì tới nhà tôi. Nghe là ban đêm ban ngày cũng được. Dạ không, ban ngày. Em vì mình nói về prana là ban đêm ban ngày. Không, prana là từ vũ trụ đó, ánh sáng mặt trời. Ban ngày nó mới có nhiều prana, ban ngày có nhiều prana xuống. Yeah. Ban đêm ít prana lắm. Nãy mình nói rằng như cây thông có nghĩa là prana hấp thụ trong cây thông đưa cho mình, chứ không phải mặt trời nha. Nó hấp thụ từ mặt trời xong rồi nó đưa xuống cho mình. Không còn phải. Nếu mà ban đêm nó hấp thụ được ít thì nó cho mình ít. Không, tôi không nghĩ như vậy. Tại vì mà ở đây câu hỏi là ban đêm và ban ngày đó, cái khí prana từ ở trên mặt trời xuống khác, còn cái cây thông nó đã hấp thụ xong rồi thì mới truyền cho mình. Thì là ban đêm nó cũng có chứ đâu phải là thôi giờ anh ra anh ban đêm anh ôm nó thử coi anh có sức khỏe. Không có đâu, nãy giờ nó có thông như vậy nữa. Không, để tôi trích tôi cái đoạn sách đó chị xem về cái khí prana. Nếu đây không có hỏi mời chị Hạnh đọc câu thứ ba. Dạ, câu thứ ba, bà Blavatsky muốn truyền đạt minh triết thiêng liêng cho mọi người, nhất là hội viên thông thiên học. Tại sao bà còn thành lập trường bí giáo rất hạn chế sinh viên? Vậy có phải nghịch lại với tôn chỉ của bà hay còn có lý do quyền bí nào khác? Tôi xin trả lời rằng là bà Blavatsky bà muốn truyền đạt minh triết thiêng liêng cho mọi người, nhất là hội viên thông thiên học. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có đủ trình độ tu tập để được vào trường bí giáo. Như tôi vào trường bí giáo tôi biết gì tôi giống.
trên trường quý giáo là nơi dạy cho sinh viên chuẩn bị liễm đạo và được chăm sư tuyển chọn. Xin hết. Ở đây có ai bổ túc không? À, mời anh Nhật, hình như anh Vân. Vâng, cái cười. Thì... Chị Vân trước đây, chị Vân. Dạ, dạ, tôi xin thôi bổ túc câu này là vào muốn vào học trường quý giáo đó không phải chỉ có trình độ tâm linh cao mà còn trình độ đạo đức cao. À, anh Nhật, cái Nhật. Thì cái câu này tôi nghĩ nó có liên quan tới vấn đề mà trường bí giáo thì có vẻ nó hấp dẫn tí xíu, là ai cũng có vẻ tò mò muốn biết về cái trường bí giáo, rồi với vấn đề mà truyền đạt về minh triết thiêng liêng. Thì tôi nhớ cách đây tháng 3 là cách đây 3 năm thì cái hội chi bộ mình có mời Kim Boy tới để làm cái lễ 25 năm kỷ niệm thành lập. Thì trong đó hình như là chị Thúy cũng có đề cập tới vấn đề trường bí giáo và làm sinh viên trường bí giáo. Thì cũng cách đây 2 tháng thì anh Hiệp cũng có hỏi đại hội mọi người đây có ai là sinh viên trường bí giáo không? Thì tôi cũng nhìn xung quanh tôi coi có ai đưa tay lên, rồi tôi đếm có được mấy người. Anh trước khi mà anh nói trường bí giáo là cái gì tôi không hiểu. Thành thử lý do đó mà tôi mới nói hơi dài tí xíu là về trường bí giáo là thế này. Cũng như cái chị Dung thì rồi nói là tại sao bảo bên Việt Nam hội thông tin học mà phải thêm 2 người để giới thiệu. Rồi ở đây trường bí giáo cũng phải có 2 người giới thiệu để vô trường bí giáo. Thì cái trường bí giáo là chị biết là trong sách thâm học có nói rất nhiều về trường bí giáo, nói tới chữ sinh viên, tới mấy cái đệ tử là nói tới với cái trường bí giáo, tới cái sinh viên trường bí giáo. Là sinh viên trường bí giáo á, thì cái này tôi nói là do những cái suy nghĩ, những cái suy luận mà suy đoán ra thôi nha. Ăn cái trường thì cái trường bí giáo là cái trường chuyên môn dạy những cái điều mà gọi là của minh triết thiêng liêng mà hội viên của chúng ta không được phổ biến. Thì cái sinh viên trường bí giáo, thí dụ như bây giờ mình nói về bí mật đây, thí dụ anh Mai đó, giờ tôi ngồi gần bên nhau thì tôi hỏi anh Mai, mình thân nhau quá, anh Mai có nói là mình có gì mình bắt tay nha, mình dẫn đi nha, anh Mai có nói không? Thì mình thân nhau thì tôi hỏi anh có phải là sinh viên trường bí giáo không? Thí dụ anh nói không thì chắc chắn là không rồi. Bởi vì nếu mà anh là sinh viên trường bí giáo mà anh nói không thì chẳng lẽ sinh viên trường bí giáo mà còn nói láo sao? Thì không rồi. Nhưng mà trường hợp khác, thí dụ như tất cả mọi người đi ăn cơm đó, thì tôi với ảnh ngồi được 2 người ngồi gần nhau thì ảnh mới nhòm qua không thấy ai. Thì mình đặt trường hợp ảnh ơi để chi vậy? Thì tôi mới năn nỉ, tôi nói bây giờ mình cũng giúp đỡ lớp giao, anh đã hứa mình cùng nhau mình đi thì anh hướng dẫn tôi, rồi 2 người mà giới thiệu tôi, anh có thể là anh giới thiệu anh đó, anh giới thiệu cho tôi luôn. Thì ảnh có thể là vì bạn thân, ảnh có thể giúp đỡ thì ảnh chỉ có 2 người giới thiệu ảnh. Rồi ảnh nữa, có nghĩa là ảnh tiết lộ ra ảnh, rồi mai mốt tới tôi nó thành ra là 4 người, rồi còn nhiều nữa. Thì đâu có chuyện gì mà gọi là bí mật nữa. Tại vì cái sinh viên trường bí giáo đó, theo tôi nghĩ rằng chỉ có người sinh viên đó và chân sư biết mà thôi. Thí dụ những bí mật đó tôi, cái này là suy luận thôi, thí dụ như sinh viên đó có cho vợ con biết là không? Mình nghĩ coi. Không. À, đúng rồi, tại vì họ người xưa có nói là cái chuyện gì mà mình cho vợ mình biết đó, ngày sau cả xóm biết rồi. Anh thử là cái chuyện sinh viên trường bí giáo á là gần như là chắc tôi suy đoán là chỉ có người đó và chân sư biết mà thôi. Mà tôi cũng theo ý tôi đó, tại sao mà phải bí mật như vậy? Nếu mà anh Mai hay là một chị Hạnh hay người nào mình biết là sinh viên trường bí giáo thì ảnh nói những cái lời nói, ảnh những bài thuyết trình của ảnh thì mình sẽ
là cái mình chú ý hơn. Mình nghĩ rằng dù những cái lời nói của những người đó có bóng có gió chăng nữa, mình phải tôn trọng hơn, mình phải suy đoán, mình quan trọng hơn thì có lẽ là có ích lợi hơn chứ. Không có để này tôi trả lời tiếp. Vấn đề mà tiếp theo á là tại sao mà bà Baraski đã thành lập hội thông tin học để truyền bá cái minh triết thiêng liêng, rồi còn thành lập ra cái hội, thành lập cái trường bí giáo làm gì? Thì có phải là cái nghịch lại với cái tôn chỉ của bà không? Thì mình cái này là hồi nãy là tôi suy đoán, bây giờ tôi trả lời theo sự đọc sách của tôi là cái này: bà Baraski không phải bà thành lập hội thông tin học, mà bà vân lĩnh cũng như là bà thừa hành của chân sư mà thôi. Thì trường bí giáo cũng vậy, bà cũng là người thừa hành của chân sư để thành lập trường bí giáo. Còn vấn đề mà có trái với tôn chỉ bà để phổ biến cái minh triết thiêng liêng hay không thì anh Mai ngài trả lời rất đúng, là không có trái lại, mà để cho gọi là hợp lý hơn và có hiệu quả hơn trong vấn đề truyền minh triết thiêng liêng. Thì tôi có nhớ đọc trong một cuốn sách nào đó là Thánh Phô có nói rằng Thánh Kinh chỉ truyền cho những người có minh triết mà thôi. Thì mình thường thường mình đọc cái thiền tông của Lục Tổ với Vũ Tổ đó, khi mà Lục Tổ đặt ra cái bài kệ về cái kiến tánh thì ông Lục Tổ ông đọc lên, ông tôi coi cuốn phim đó đó, thì ông Vũ Tổ kêu xóa liền, phải bôi bằng cái mực đen, bôi liền, không có cho mấy người khác đâu. Tại vì cái trình độ mà của các đệ tử của Lục Tổ, của Vũ Tổ lúc đó không có đủ trình độ bằng để hiểu cái kệ đó, chỉ có họp với ông mà trưởng huynh trưởng ở trong đó thôi, anh thử tùy theo trình độ. Thì mày giá tỷ như ở đây đi, cái chi bộ của mình đi, thì có nhiều người đề nghị tại sao mà mình không có là được làm 2 lần một tháng hay là 3 lần một tháng để cho thích hợp những người mà mới vô. Nhưng mà mới vô mà chưa biết cái gì mà đọc những cái cao quá thì có thể họ chán nản hơn, hoặc giả là họ chưa biết cái cảnh cái cõi gì, mà làm sao mà biết trung giới thượng giới là gì. Thành thử có thể họ, nhiều người cũng đề nghị là mình phải phân ra 2 cấp. Thì bên triết thiêng liêng cũng vậy, tôi nghĩ rằng nó cũng phải theo cái trình độ của những người mà cao hơn, thì đó là để cho nó hiệu quả hơn. Đó là cái lý do mà tôi thấy. Cảm ơn nhiều. Mời chị. Tôi có biết thêm về cái vấn đề trường bí giáo, nếu mà tôi nói sai thì anh Hiệp sửa nhé. Tại vì tôi nghĩ là anh Hiệp từ hồi Việt Nam nên anh rành hơn tôi cái vấn đề này. Ở Việt Nam đã có trường bí giáo, và bây giờ nói chung đó thì là trường bí giáo là do bà Blavatsky lập ra, và sau đó thì có truyền thống. Và bây giờ bên Mỹ đó là cái hội Mỹ họ cũng có trường bí giáo, và mình cũng có thể xin vào nếu như có ai hội viên trường bí giáo giới thiệu mình vào. Thì cái trường bí giáo ấy, cái nó có cái tiêu chuẩn khó. Ví dụ như là tôi không có nhớ kỹ, tại vì tôi có đọc qua nhưng tôi quên rồi. Thì nói chung là mình phải hy sinh nhiều lắm. Thành ra nếu mà điều thứ nhì là mình phải giữ kín tất cả những cái điều mình học ở trong trường bí giáo. Nếu mà người nào mà vi phạm một trong 2 điều đó thì có thể bị đuổi ra khỏi trường bí giáo. Và đã có nhiều người bị tống ra khỏi trường bí giáo thời bà Blavatsky. Đúng rồi. Thật ra trường bí giáo là một phần của hội thông tin học. Giống như ở trong các đạo cũng vậy đó. Thí dụ như đạo Phật chẳng hạn thì có những tu sĩ họ tu thật sự, còn có những cái người ở ngoài, những cái dân chúng thường ở ngoài thì nó khác, hai cái đó khác nhau chút xíu. Nghĩa là những vị tu sĩ đó thì bây giờ mình nói thời Đức Phật chẳng hạn cũng có mấy chục vị đệ tử đó, thì Đức Phật giảng giải những cái nó, những cái minh triết nó cao hơn một chút xíu. Còn đối với bình dân đó thì ông giảng thông thường đó, giảng hàng ngàn người nghe thì ông giảng khác vậy thôi. Thì như ông giảng kinh Pháp Hoa là có nhiều người bỏ ra đi, dạ, không rồi. Không muốn nghe là họ không hiểu được. Để mà thích hợp á thì bà đã ghi đặt thêm cái đó, để mà một số người, nghĩa là họ
tình nguyện phụng sự thì họ chịu giữ những cái luật nào đó, thí dụ phải ăn chay trường chẳng hạn, thí dụ như ở ngoài thì họ không có, những người tới đây đâu cần phải ăn chay trường, vui thì ăn là buồn thôi, còn ở vô đó là chắc chịu, bắt buộc phải ăn chay trường, thí dụ vậy, đó là một trong những rồi cái quy luật nữa là phải phụng sự, phải cuộc đời mình phải hiến dâng cho phụng sự, thì cái đó là những quy luật nhỏ vậy thôi. Thôi mình cái đó không được nói nhiều vậy. Ở đây có câu hỏi nào khác không? Dạ. Hôm qua tôi mới đề trả lời tí xíu về chị Loan á, về cái trường bí giáo là gì á, là một cái trường để dạy thêm cho những người hội viên trong tin học chúng ta sau 2 năm đó, thì có những cái điều kiện mà để mà dạy đặc biệt, gọi là trường, nó trường bí giáo. Dương Dương có câu hỏi. Hôm nay em mai giảng về thiên nhiên quyền bí thì thôi miên cũng là một cái quyền bí, cho nên em có câu hỏi là tại sao người bị thôi miên phải làm theo ý của người thôi miên? Thì tôi xin trả lời rằng cái người vừa thôi miên phải làm theo ý của người thôi miên vì cái người đó ở trong cái trạng thái như là nó ngủ mê, cho người đó không có chút sinh lực nào trong người nữa, mình hoàn toàn mình nói gọi là lost control, tức là cái người thôi miên vô mình rồi, mình mất ý chí, mình không làm chủ được mình, cho nên họ biểu sao mình nghe vậy là đó là tại vì mình đương ở trong một trạng thái ngủ mê. Như mình đọc cái quyển mà những cuộc so kiếp của ông Casey, tức là cái người đó nằm ngủ thôi miên và nói về cái bệnh trạng của họ để cho bác sĩ chữa. Có ai biết gì thôi miên không? Có câu hỏi này nói về thôi miên, tại sao cái người bị thôi miên đó thì họ làm theo ý của cái người mà thôi miên họ, nghĩa là cái người thôi miên họ muốn họ đi đâu á hay là muốn làm công việc gì đó thì cái người bị thôi miên á làm đúng theo cái ý của cái người thôi, cái người thầy thôi miên. Tôi nghĩ là người thôi miên mà có những cái phương cách nào đó để cho cái lý trí của cái người kia bị ru ngủ đi và tuân theo, thành ra nếu mà mình có chịu để cho người ta thôi miên thì người ta mới thôi miên mình được. Dạ thưa, tôi xin bổ túc trong quyển sách trước tôi có viết về cái sự cái nhà thiên thôi miên học lỗi lạc nhất của thế kỷ thứ 20 là ông Mesmer, phải là bác sĩ, thì có một cái ông á là quên cái tên ổng á là một nhà thôi miên, thì khi ổng nói rằng Đức mà đánh tấn công Liên Xô là sẽ thất bại, cho nên cái ông Hitler mới treo đầu ổng, ai mà giết được này á treo 100,000 mark vậy đó, thì ổng mới trốn, bỏ trốn. Thì ông bị một lần vô tình ông về quê cũ thì ông bị quân Đức bắt nhốt vào trong ngục, thì ông thôi miên tất cả tướng canh, ông dồn vào trong ngục đó, ông khóa lại và ông lấy chìa khóa ông trốn vào Liên Xô. Ông qua tới Liên Xô năm 1930 thì cái ông đó ông đi thẳng vô cái điện Kremlin của ông Stalin đang ngồi trong đó, ông vô đó ông chào, thì tất cả vệ sĩ bắt lại hỏi tại sao có người để cho nó vô. Thì ông nói là tại vì tất cả vệ sĩ nó là tôi thấy ông Stalin đi vô mà. Ôi chết chứ. Là thôi miên. Dạ, cái chuyện đó tôi có viết trong cuốn sách bữa trước. Dạ. Có ai bổ túc không? Dạ, thưa anh Mai, tôi có thắc mắc là trong trường hợp bùa chú, bùa ngải đó có phải là một dạng của thôi miên không? Dạ, thưa không phải. Bùa chú, linh, phù, di vật có sẽ có trong câu hỏi này. Sai khiến. Dạ, nó chỉ có hiệu quả khi được thấm nhuần bởi ảnh hưởng một mãnh lực lớn lao hơn cả mọi thứ tự lực. Trong cái bài này mình có nói về tự lực đó, thì cái bùa chú nó phải mạnh hơn cái tự lực đó, tức là nó từ đâu ra? Ý chí của con người thôi. Ý chí của người tức là sức mạnh của tinh thần, đó là cái điểm chính. Thì cái bùa chú đó nó có hiệu lực và nó mới sai khiến cái bùa chú đó để ảnh hưởng tới chị. Yeah. Có ai trả lời có câu thông miêu không? Dạ, tôi cũng nghe nói là con rắn nó thôi miên mấy con vật kia để nó ăn thịt. Yeah. Xong rồi tôi cũng nghe nói rằng là có nhiều người họ học được cách thôi miên tập thể đó, thôi miên đám đông đó. Thành ra là thí dụ như Hitler chẳng hạn, chắc ông có cái tài đó, thành ra ông nói người ta nghe dữ lắm. Yeah. Rồi một vài người cũng làm giáo chủ này nọ đó, họ có tài thôi miên. Yeah. Nhiều người đi theo. Yeah. Thì vấn đề thôi miên đó mình câu hỏi này đọc là khỏi. Dạ,
Câu hỏi là tại sao người bị thôi miên phải làm theo ý của người thôi miên? Tức là tại sao mình biết là cái người bị thôi miên đó, thường thường phải làm theo ý của người, cái người thôi miên là tại sao, nghĩa là cái cơ chế đó, tại sao người ta bắt người ta phải làm theo mình được? Chắc có cái sức mạnh tinh thần. Đúng rồi. Thì ở đây nói câu trả lời rất là đúng, nhưng mà mình thấy là cái trong cái bộ não của mình á, bộ thần kinh não tủy của mình á, nó có cái từ điển nó chạy dọc theo đó, chạy dọc theo bộ thần kinh não tủy, mà nó có một chất gọi là chất lỏng thần kinh nerve fluid đó, nó chạy theo để nó hướng dẫn những cái từ điển nó chạy. Thì cái người thôi miên nó có cái năng lực ý chí, họ dùng cái chất lỏng thần kinh của họ đó tống khứ cái chất lỏng thần kinh của cái người bị thôi miên ra ngoài, để mà thay thế bằng cái chất lỏng thần kinh của họ. Thành ra họ dùng bộ óc của cái người thôi miên đó, dùng bộ óc của người bị thôi miên. Thành ra họ nghĩ cái gì thì cái người kia phải nghĩ giống như vậy, họ muốn người đó làm cái gì người kia phải làm gì, mà thay thế là bằng cái chất lỏng thần kinh đó. Thì cái cơ chế của nó là như vậy. Tôi có cái câu hỏi, không biết các bạn nó có ngoài cái chương trình không. Ví dụ bây giờ người ta gọi là lie detector đó, người ta thí dụ người nào mà họ làm sai, bây giờ người ta muốn biết cái anh này nói đúng hay nói sai, thì cái đó nó có liên quan gì đến những cái sự mình học không? Khi mà mình nói đúng, nói thật hay nói dối đó, thì những người tinh ý họ nhìn, họ không biết. Thì cái máy nó có thể là nó biết được cái sự rung động của mình. Ví dụ như mình nói dối thì cái cơ thể mình nó giật hay nó làm cách nào đó này nha, trong khả nghi là cái máy nó tìm. Nghĩa là người ta dùng sai, họ dùng cái khoa học. Trong cái việc tâm đồ đó nó chạy khác vậy. Bây giờ ở đây có câu hỏi nào khác không? Có nhờ chị Yên đọc câu hỏi. Dạ, câu thứ tư. Người bình dân tin tưởng thổ địa hà bá quả thần, những vị thần này có thật không? Và con người có nên thờ cúng các vị này không? Xin trả lời là thổ địa, thần tài, hà bá, tiên nữ là những vị thần có thật, nhưng họ chỉ là những tinh linh ngũ hành thôi. Ví dụ như mình học những cái bài trước, từ những cái sinh vật ở dưới biển sâu hay là rong rêu tiến hóa lên nó thành thủy tinh. Rồi ví dụ như là các loài mà có những loài nó tiến hóa thành thổ tinh, quả tinh. Ví dụ như cái bài học vừa rồi trước trình tôi nói, ông thuật sĩ Ấn Độ, ông bỏ một sòi chút xíu cái lên lá cây, cái lên trái chín, thì đó là vô thổ tinh, là thổ tinh đó là cũng ở trong cái tiến hóa khác mà không thể thành người được. Cũng như là mình thấy có những người đi trên mặt nước, và trong bài trước trình này có những người họ lửa trái họ đút cái tay vô không sao, trên lấy tay ra không sao hết, thì đó là do quả tinh, tinh linh nó gọi là quả tinh. Cho nên chi tất cả những tinh linh ngũ hành đó nó ở một tần số nhất định trên bậc thang tiến hóa khác, cho nó không thành người được. Do đó chúng ta không có nên thờ cúng những vị này vô ích. Xin hết. Thì cái bản này mình có học nhiều lần rồi về tiến hóa đó. Thì những tinh linh đó nó tiến hóa theo con đường bên đây, theo con đường lên tinh thần. Còn con người á, đường làng này, từ thứ bậc là con người, thì mình thấy cái giai đoạn của nó rất thấp hơn con người. Nó giống như con vật của mình vậy, ở trong vùng khóm. Những cái tinh linh đó, quả tinh hay là thủy tinh này kia đó, là thấp hơn con người. Bài này chị Phước hồi xưa chỉ có giảng gì đó. Tôi xin bổ túc thêm cái chỗ này. Cái động vật mà nó học tập, nó gần con người để sắp sửa thành người đó, là chó, mèo, khỉ, ngựa, voi. Yeah, hình như là bà Blavatsky có thể điều khiển được tinh linh phải không anh? Đúng rồi, mình có ý chí là mình điều khiển nó được, dùng có thể dùng bùa chú, dùng này kia có thể điều khiển được, làm hình như chất. Hình như bà ấy nói chuyện được với tụi nó. Dạ, và nó có thể phá mình đó, tại vì tinh linh nó tham vui lắm, nó phá mình đấy. Bây giờ mình thấy một số tinh linh để đó, một số hình ảnh của tinh linh đó, do thần nhãn của ông Lepeter đó, thì nó có một vị tiên nữ nè, vị quả thần là tức là bà quả đó. Nghĩa là những cái loại này là nó thấp hơn mình, nó mình dữ lắm. Thì bà quả nó nếu không màu thì nó thành vấn đề. Bà mời. Hiện giờ mình thấy ở trên video á, có nhiều cái video mà rõ ràng là như các thần thông đó, có như người mà họ đi trên nóc nhà, đi trên cái bức tường hẳn đứng, hoặc đi trên mặt nước, hoặc là lơ lửng trên không,
thì xin hỏi anh Tử Vi, đó là những người phải thực sự có thần thông hay không? Cái đó không phải là thần thông, họ làm cái đó dưới sự trợ giúp của tinh linh. Lúc nãy trong bài chúc trường này có nói, có nhiều loại tinh linh lắm, tinh linh nó có thể làm cho anh nghĩa là đi trên mực nước, giống như Thủy Phượng Tiêu cầu thiên nhận ở trong phim trong tiền kinh dung vậy, đi trên mặt nước chuyện thường mình thấy cái gì hoài à, hay là chẳng hạn như là nó bay lên trên không thì do tinh linh nó làm, cái tinh linh nó giúp thì trợ giúp con tinh linh thôi chứ không phải là thần thông. Là phải có người đút cái tay vô nửa nửa đâu có trái, nó là sự giúp đỡ trợ giúp của tinh linh, quả tinh nó giúp, thành ra anh đút vô như không nghe mất mẹ. Đưa đồ giặt qua cửa kính luôn. Đúng rồi, thao tay qua cửa kính. Bây giờ nói về mấy cái biểu diễn ảo thuật á, thì nó có nhiều phương pháp lắm. Có phương pháp họ làm giả, mình quay phim lên mình tưởng thật nhưng mà nó giả. Có người trợ giúp họ, họ làm được. Và có người dùng tinh linh thiệt chứ không phải là không có. Thành ra mình làm cái đó nó dài lắm, tại vì nhiều lắm, bây giờ nhiều lắm họ. Chưa xong. Nhiều trò lắm. Mình gọi là ảo thuật, ảo có nghĩa là tầm bậy rồi. Ảo thuật. Còn những cái người mà họ đi trên mặt nước rồi họ khí công họ phóng lên cao ấy, thì lúc đó tôi nghĩ đó là họ luyện công chứ đâu phải vì tinh linh giúp họ đâu mà. Giờ thấy chị đọc Kim Dung thì thấy có những người đó là sau khi mà lại hồi xung mà học nhậm ngã hình thì ra bay ngang ngọn núi luôn, thì đó là do nội công, cái đó là thuật võ thuật khí công mà ra. Đúng rồi. Còn bây giờ có những tinh linh mình thấy trên TV chiếu hoài hay là trên video chiếu đó, có mấy người thanh niên đi trên mặt nước tỉnh bơ dài nó cũng không ướt nữa. Cũng như ví dụ như bây giờ mình nói là cái thủy tinh á là nó giúp làm việc đó, làm cái việc đi trên nước. Mình lấy làm lạ là tại sao những người đó không có dự thế dân hội. Cái tinh linh đó, nó không có chịu đâu. Cái tinh linh nó không có chịu đi dự thế giờ đó, tại cái tinh linh nó cũng là nó không thành người thôi, nhưng mà cũng là một vị thần, đâu có thể giúp cho thằng cha này lên lãnh huy chương vàng lấy tiền nó về được. Thế tôi nghĩ là như vậy. Thôi bây giờ đọc câu hỏi kế tiếp để mình. Câu thứ năm, trong buổi cầu hồn một hình bóng hiện ra xưng là ông nội đã chết khoảng 40 năm trước, nói là từ cõi thiên đàng về, có hình dạng và cử chỉ giống như ý nghĩ của những thân nhân đang có mặt, vậy có phải thật sự ông nội hiện về thăm các con cháu không? Tôi xin trả lời cái câu hỏi này là vì do ý chí của những con người con cháu muốn gặp như vậy thì những cái tinh linh đó nó xuất hiện ra để phá chơi thôi. Chứ còn một cái hình bóng mà hiện ra trong buổi cầu hồn xưng là ông nội, người từ của thiên đàng nha, nhớ trong đó nói rõ ràng là thiên đàng nha, thì thiên đàng là một cõi có trời trăng phúc rồi, thì không một linh hồn nào từ cõi phúc lạc đó mà mời ông về được, khó. Bây giờ ở cõi phúc lạc rồi ông về thăm con cháu ông làm gì? Ông đã từ bỏ hết trơn rồi mà ông về thăm con cháu ông còn quyến luyến cõi trần hay sao? Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện ý chí của con cháu và có một cái tinh linh nào đó nó phá chơi thôi, thành ra ông nội chuyện đó không có thiệt. Nếu ông đó ông về thăm con cháu thôi thì mình còn có thể được, nhưng ông nó từ của thiên đàng về thì không có chuyện đó. Đôi khi ở trong cái hiện thể viết khi mà cái linh hồn đi rồi nhưng mà còn lại cái gọi là cái shell hay là cái set đó, thì là có thể là có một cái linh hồn người khác họ nhập vô để họ phá, hoặc là tinh linh như anh nói đó. Nhưng mà cái đó cũng là cái thể vía còn lại của cái người, của cái ông nội đó. Rồi mới lấy một cái vỏ bọc bằng cái cõi trần thì ra mình mới nhìn thấy. Thì cái này nó có nhiều cách giải đáp. Nhưng mà cái mà anh Mai nói đúng nhất là ông nội đã lên cõi thiên đàng rồi. Tức là không còn muốn tham muốn gì cõi trần hết. Không còn nghĩ gì được con cháu mình đau khổ với cõi trần mình nữa hết. Thì cái chuyện đó là cái vế thứ nhất đó là không đúng. Nghĩa là không phải ông nội về. Cái vế thứ hai đó là nó, cái hình ảnh này là rất giống ông nội hồi xưa. Thì thật ra tinh linh đó, nó nhìn được cái thể trí của mình. Mình nghĩ cái gì nó thấy được cái đó. Nghĩa là ông nội hồi xưa, ví dụ ưa lắc đầu chẳng hạn, hiện ra cái hình bóng ưa lắc đầu giống như sư tử lắc đầu đó. Thì nó giống như vậy. Cái nói ra những cái lời nói ý nghĩa cũng giống như vậy, tinh linh đàng hoàng. Nhưng mà sự thật có nhiều khi không phải, mà tại vì tinh linh hay là những vong linh ở khỏi trung giới đó nó hiện ra, nó làm ra mình cũng để ý cái đó.
Tại vì hồi năm 75, 76 là tôi có gọi hồn ông anh thôi. Tức là cái chỗ đó là người ta, một cái bà đồng đó, bà ấy chuyên môn nhận những người đến để mà hỏi thăm về thân nhân của mình. Thì khi mà ông anh tôi ông về là đương nhiên là ông nhập vào bà ấy. Thì ông cũng không có nói gì nhiều, tôi chỉ hỏi là anh chết như thế nào. Mà tôi không hề nghĩ đến cái chết của ông, tại vì tôi cũng quan niệm là mình phải giữ cái tư tưởng của mình. Thì tự nhiên cái cô đồng cô ấy mới làm như thế này. Xe xong rồi là tức là đi xe đạp á, tại vì ông anh tôi chết trong lúc đi xe đạp rồi ông té xuống, ông ấy đụng hót này, ông chết này, ông chết 11 giờ đêm mà ông ấy lái xe là 11 giờ sáng. Xong rồi ông nói đau đầu quá, là đúng cái chỗ này là chỗ đập xuống cái vỉa hè. Thì tôi nghĩ là còn một phần nào đó của cái hồn thể vía của ông anh, từ vì lúc đó cũng ông cũng mới chết mấy chục năm thôi, cũng giống như là những cái linh hồn mà của tử sĩ mà nói chuyện với lại cô Phan Thị Bích Hằng à. Thành ra cũng có thể trường hợp như vậy, tức là còn ở trung giới. Thì đó nhiều trường hợp của cắt nghĩa. Mình nếu mà mình là cắt nghĩa thì có hai trường hợp, đa số là tinh linh, còn ví dụ như mà những người mà mình gọi là linh hồn mà về, mà gọi là về thật đi, thì cái thiên đàng của cái người mà của linh hồn nó hiện về đó, thường thường là họ ở cái cảnh thứ năm, tại vì thứ sáu là giống như của cái thế giới mình rồi. Nhờ cảnh thứ năm á, là những người đó nghĩ mình là tiên rồi, những người đó nghĩ là thiên ở trên thiên đàng, tại vì cái ý muốn của họ đó, muốn cái gì là được nấy, họ tự xưng là tiên nữa. Thành thử là những người đó là nghĩ là mình thiên đàng đâu, tại vì cái tưởng tượng thế nào là được cái nấy. Thành thử cảnh đó thứ năm thì có thể hiện về được, và nó ít hơn vật chất hơn một chút xíu, giống như vật chất nhưng mà thường thường họ xưng là tiên, là ở tiên cảnh xuống này, nó đó là cái họ cảm giác như vậy, thiên đàng như vậy, chứ không phải là cái cảnh thiên đàng mà của thông dịch học mình nghĩ. Đó là cái của cái linh hồn đó, nghĩ mà cao và ở trung giới thôi, còn vẫn còn ở trung giới nhưng mà chưa được là ở cái cảnh thứ tư nữa. Tại cảnh thứ tư á, rất muốn hiện hồn về đây là rất khó rồi. Cái thứ ba thôi là không còn về được. Rất thường thường là ở cảnh thứ sáu mình nó cũng vẫn gần mặt đất này thôi. Rồi trên thời trang. Theo như đại trang biết á, thì nếu mà một người đồng mà trơ trọi, một người đồng tử mà trơ trọi ngồi đó để mà tiếp nhận các vong linh á, thì nó hơi khá nguy hiểm. Tại vì khi họ vô như vậy á, thì không biết được cái linh hồn bên kia nó control cái người đồng đó, cái thể xác người đồng đó là bao nhiêu percent, bao nhiêu phần trăm. Quan trọng là phải có một cái người hướng dẫn. Nghĩa là cái người hướng dẫn đó phải làm sao giữ cho cái thể xác của cái người đồng tử đó được vẹn toàn, chứ bằng không á là nó dễ bị cái thể xác dễ bị xé lắm, dễ bị damage lắm. Cái điều thứ hai nữa đó là cái người mà ngồi hướng dẫn đó, có nghĩa là cái người đó phải hơn cái người đồng tử một bậc thì mới có thể hiểu được, và nếu có được nhãn thông nữa và nếu có được cái sự huấn luyện tốt đẹp nữa đó thì sẽ biết được là cái người mà đang nhập vào cái người đồng đó là có phải thân nhân thật của cái người nhà đó hay không, hay là dùng cái hiện tượng vỏ giống như cô vừa mới nói, nghĩa là cái vỏ của người đó bỏ lại ở cõi trung giới rồi một cái tinh linh hay một cái vong nào khác nó mượn cái vỏ đó nó về. Nếu cái vỏ nó về thì nó rất là lờ mờ, nó không có nhanh nhẹn đâu, không có biết exactly chính xác như là thật sự là cái vong của người thân đó. Nếu chỉ xài một cái vong nào đó vô xài cái vỏ thôi, hay một cái tinh linh nào đó chỉ xài cái vỏ của cái người đã mất, thí dụ xài cái vỏ của ông nội chẳng hạn, thì không phải là ông nội để mà nói được một cách chính xác được. Thành ra cái người hướng dẫn là cái người rất là quan trọng để có thể ngồi biết được là đúng là ông nội về hay không, hay là chỉ là tinh linh hay một cái vong khác nó mượn về. Đó, còn nếu mà một cái người đồng tử đó, tùy theo cái trình độ nữa, cái người đồng tử đó thuộc cái cấp bậc nào, có thể control được mình hay không, mình vẫn trong trạng thái mình vừa tiếp được mà mình vừa tỉnh thức để mình có thể nghe được, mình vẫn nghe được và mình hiểu được hay không, thì có một dịp nào đó thì con sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái đề tài đó. Tôi nghĩ là cái trường hợp của tôi đó thì là cái người đồng tử đó cũng làm khá là làm chủ. Thành ra họ ngồi đó mà bà đã có tính cách thương mại, tại vì mỗi người đến là đưa tiền cho bà ấy.
thì tôi ngồi đó có nhiều người tới trước và họ cũng có thân nhân, họ cũng mời về đưa tên họ và cái năm sinh năm chết. Thì là tự nhiên nhập vào bài xong rồi nói chuyện trước tôi là một cái cậu bé con rất là vui vẻ nói chuyện với mấy chị em của anh ta. Rất là vui vẻ nói khi nào chị uống cà phê, chị kêu anh về này nọ, đủ thứ hết. Rồi mới đến lượt tôi, rồi sau tôi lại có những người khác nữa, tôi nghĩ là cái bà đã khá tự chủ. Dạ. Còn trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà người đồng nằm thiêm thiếp, rồi cái thể phách mới xuất ra rồi hiện thành một cái hồn ma. Đó là không phải trường hợp đó. Cho phép con chia sẻ này, cái tự chủ đây á, có nghĩa là tức cái là nhập vào phần nào thôi. Dạ vâng, mình vẫn có thể cái người cái đồng tử đó họ vẫn có thể nghe được. Nhưng mà nếu mà mình làm hàng ngày cái đó và để kiếm tiền thì có lẽ là một thời gian nào đó sẽ không hàng ngày đó được nữa đâu. Dạ, cũng có thể đó. Dạ, một thời gian nào đó tại vì tiêu hao cái sinh lực rất là nhiều và tiêu hao cái từ điển á trong người của mình rất nhiều và cái nhà của mình là cái xác mình là cho mượn nhiều quá. Cứ ra vào như vậy nhiều quá thì sẽ có một thời gian nào đó giống như một cái cỗ máy, một cái xe vậy đó, nó sẽ mòn. Đúng rồi. Dạ, thì thông ra nào không bao giờ khuyến khích mấy chuyện như vậy. Nó sẽ mòn, thành ra mình chỉ làm đồng tử, thí dụ ai đó chỉ làm đồng tử khi thật cần thiết, có thể giúp đỡ cho gia đình đó, người ta giải tỏa được những cái gì đó mâu thuẫn với nhau mà để cho họ tiến trên đường đạo thì may ra. Còn nếu làm chỉ để thỏa mãn tò mò của gia đình thân chủ hoặc chỉ để kiếm tiền thì có lẽ sẽ không hành nghề đó được lâu đâu cô. Xin một giây, xin một giây để bổ túc. Muốn hỏi thêm là cái người mà lên đồng à, chị anh hỏi thích tiền viên chứ không phải hỏi thích tiền viên là thằng khi một người lên đồng á thì cái người đồng đó sẽ không phải là mình nữa phải không? Là cái linh hồn nó đã nhập vô người đó là người đó là hoàn toàn là không phải là thật là sự thật là mình nữa. Có loại đó nữa. Đó thì mình có loại đó. Thưa có thì quý vị lặng chút xíu. Bây giờ mình nói là bây giờ có câu hỏi đó, hỏi ngắn gọn. Giờ thiếu tình viên có quyền trả lời trước. Thiếu tình viên mà trả lời không có chính xác hay là gì đó mình muốn bổ túc á thì để coi trả lời thứ hai. Cái hiện tượng đồng bóng đó có khi thật, có khi giả, nhưng mà cho dù có thật đi nữa thì không nên học, khuyến khích không nên làm. Có hai cái hại, ví dụ bây giờ cái dâm linh đó là thiệt đi về thì sẽ ảnh hưởng cho cái sự tiến hóa của vong linh đó vô cùng. Và thứ nhất là hại cho vong linh. Còn cái thứ hai nữa, cái vong linh nó đi về như vậy nói chuyện với con cháu cũng tạo ra một cái ảnh hưởng rất là xấu cho con cháu, không có gì lợi hết. Chẳng lẽ hỏi dâm linh bây giờ trong giờ ăn đâu để tụi lấy sao? Chuyện đó thành ra thông tin học nói rằng cái chuyện đồng bóng nó là không nên và bị cấm chỉ. Có khi là thiệt đó, còn có hại nó uống chi là giả không. Thưa quý vị, tôi là người, bản thân của tôi là cái người có kinh nghiệm về cái chuyện đó lắm, đau khổ triền miên luôn. Tôi xin kể cho vui, hồi thi lớp 5 xong tức là lớp nhất đó. Quý vị đây lớn tuổi để biết là lớp nhất hồi xưa nó lớp 5, lớp 3, lớp 4, lớp gì lớp nhất có bằng tiểu học xong thì thi vô để thách. Ở tôi học ở Đà Nẵng thì lúc đó họ lấy 60 người thôi để vô học để thách, mà người thi là 400. Cho nên tôi sợ quá cho nên tôi với một thằng bạn tôi mới nhảy vô mở tay cầu cơ. Chứ tôi cũng làm là cầu cơ rồi, công phu lắm, tụi tôi làm công phu, nói chuyện nó dài lắm nhưng tôi chưa phát tắc thôi. Để con cơ xuống, để bấm con ghi rồi tôi học thuộc cái bài cầu cơ của Nguyễn Du. Tôi đọc cơ quyền diệu nét trời không xiết, kích phù sinh kết cấu lượng người, có chi tiếng khóc tiếng cười, có chi mà chịu cuộc đời thảm thương. Đó là bài cầu cơ của Nguyễn Du. Nhưng mà tôi để cái croquet xuống thôi, là tôi vừa thắp cây đèn cày để cái miếng văn hòm vô cái con cơ đó, chưa nói gì hết nó chạy liền. Trời, ngon lành thiệt, nó chạy rẹt lên rồi nó chỉ. Thì cái thằng bạn tôi nó gần hơn tôi một chút, nó hỏi tôi con có ai, thì chạy đi chỉ chữ H, chữ A, I là ba, nó là Trần Văn Hai. Tôi hỏi liền má tôi ở đâu, CH E sắc chết. Trở đầu tôi có hỏi vô một câu thôi, vì lúc đó nó thi tiểu học nó nói có hai chuyện. Bộ Quốc giáo dục nói rằng bây giờ hoặc là thi câu hỏi thưởng thức hoặc là thi sửa địa. Thì tôi mới hỏi kỳ thi để thách tới đây thi sửa địa hay thi khoa học thưởng thức,
xong cả đời cũng chạy được chỉ chứ ca cái tôi với thằng kia ôm đồ nhảy qua mở tay chạy về liền ca tức là khoa học tôi thích rồi thì tôi về tôi học á tôi không nói gì tới sử địa hết tôi vô tôi thi thì tôi học đến nỗi mà bây giờ tôi nhập tâm luôn mà quý vị có biết nhớ cái quyển ai học lớp nhất ngày xưa nhớ quyển khoa học công thức ứng luận không tôi đọc này hạt mưa rơi lá vàng trái chín rụng xuống nắm trong tay hồn sỏi rút điểm tờ giấy buông tờ ra các vật ấy đều rơi xuống đất và đó là sức hút của trọng lực động lực trời đất ơi tôi thuộc đến nữa tôi chấm phết nữa tôi nói thằng kia mình vô mình thi thì mình lấy 10 điểm mình bồ qua mấy điểm kia thì đầu tiên vô đó tụi tôi phải thi toán là một thi bài văn và đi vô cái câu đầu tiên là hoặc là thi sử hay cái kia thì vô tôi mở đề tôi thấy gió mùa là gì thì tôi rất tức là tôi học khoa học tình thức mới vô nó hỏi sử địa thì thôi về vậy là cơ trai rồi thì cái đó đó là nó phá chơi đó nó những cái chuyện đồng bóng đó nó có thể nói chuyện quá khứ nhưng chuyện quá khai tương lai không bao giờ đúng cho tôi khuyên quý vị đừng có nghe chuyện tương lai nó nói chuyện quá khứ đúng là tại sao nó hỏi những cái hoa khác chị bắt cái đó ở chỗ đó thì nó hỏi ma khác nó chỉ ngay chỗ đó chị tới chị có đúng là nó hỏi những con ma khác chuyện đó đã xảy trong quá khứ rồi cái đó nó còn nằm lại trong cái tinh linh trong cái chất khí của vũ trụ thấy không còn cái chuyện tương lai nó làm sao biết được mình còn chưa biết nó ma sao biết nghe lời nó bấm nó giống luôn á quý vị thôi đây tôi có cái câu hỏi maybe có thể chừng 2 phút thôi cái người mà gọi là đồng lên đồng với cái người mà họ có thể liên lạc với cái người đã mất rồi họ nói cho mình biết thì cái đó gọi là cái người đó gọi là lên đồng hay là cái gì ngoại cảm đó dạ nhà ngoại cảm và hàng năm lên thì tôi gì tôi đau khổ lắm vì cái chuyện đồng bóng này trong gia tộc của tôi trong gia tộc của tôi có nhiều cái chuyện ly kỳ lắm chẳng hạn như một cái cô đồng đó trùm cái khăn vậy nè có 17 tuổi thôi cô gái dẫn đầu một phái đoàn của chúng tôi đi gồm ba tôi và tất cả những người trong họ hàng để đi tìm kho tàng đi đến bờ ruộng nó trùm cái khăn lại khăn đỏ nó đi nữa là thông suốt còn mình đi té này tôi xuống nó đi đến bờ ruộng gò ghề đi vô nó dẫn vô trong khu rừng và mục đích là tại vì xin phép quý vị là có thể mình nói rất là nhanh trong vòng 1 phút thôi ba tôi làm xui gia với một ông rất là giàu thì tới khi ổng chết là ổng bị viện minh bắt đi lúc đầu bị ổng đưa vòn để ổng đưa nhưng mà đưa hoài ổng chóng sau đó 5 người cầm mã tấu dẫn ổng vô trong rừng thì ổng nói là bỏ nghề cao cường lắm tôi không nói tên cả ổng vì con ổng còn đi sống ở Oregon đây cái bài tôi không dám viết ra vì viết ra là tội cho mấy người con và cháu ở đây thì khi ổng đi vô trong rừng đó, thì ổng bỏ nghề cao cường ổng đứt dây ổng giết chết 5 cái người mã tấu đó và ổng chôn xuống dưới đất thì cột đó tha lên nó ăn nó lòi sát ra trên Việt Minh nó biết bữa sau nó tuống nó bắt ông đi nữa ông không tin nó à được mày bắt tao tao đi ông có nghĩ là vô rừng thì ông làm lại cái chiêu đó thì ông vô rừng ông chưa kịp làm thì cái thằng cái người Việt Minh đứng sau lưng ông bắn vô cái đầu ông giờ nó bắn rồi tại vì ông là người tập võ mi lào võ ông cơ cường ông nhảy con nóc nhà ông như bay vậy y như trong truyện Kim Dung và ông đánh võ từ nhỏ tới lớn cho nên ga răng ông gãy hết cho nên cái hàm răng ông là mòn vàng trước khi chặt cái đầu ông xuống nó bắn đây chặt cái đầu ông xuống xách cái đầu đi mất trên sau này tức là ông Suya của ba tôi đó thì bà Suya chỉ chôn cái xác thôi trên sau này 5 năm 4 khi ông định diện về hết chiến tranh thì bà Suya mới nhờ ba tôi đi vô trong đó đi kiếm ông xin lỗi đừng có nói tên kiếm ông để hỏi kho tàng của ông là tại vì lúc đó đó ông đi chôn vào trong núi nhưng mà không chỉ được cho con cháu thì khi cái con đồng nó đi vô trong rừng đi đá đời đi vô trong rừng sau nước thẳm đi vô buộc cái đồng nó chỉ kho tàng trong này thì ba tôi mới mướn mấy chục người là đi tới chặt ra cây dây nào chằng chịt vậy chặt luôn thì thấy có một cái phiến đá tròn hình bầu dục vậy mà đẩy thì không nó không chạy không biết được sao vô nhưng mà khi mà phát rừng ra rồi thì rắn với lại bồ cọp ở trong rừng lớn cạn đưa lên như cua vậy chạy nó quá trời thì ba tôi mới chặt bỏ trong đó đốt chặt cây rừng bỏ trong đó đốt đốt là tôi nhớ đốt từ 12 giờ trưa đốt cho tới 3 giờ chiều thì rắn rít với bà con nó ở trong nó ra mới hết thử nó vô đó thì cái kho tàng đó
nó có một lỗ hình chữ nhật như thế này trong đá, đục trong đá. Nhưng mà cái tảng đá ở trước này nó hình bầu dục giống như quả trứng vậy. Thì mười mấy người tá điền lực lượng đẩy cái tảng đá nó chỉ xe vậy. Thì quý vị biết cái đó nó hình bầu dục, trong một cái vuông này hình bầu dục nó vậy. Thì súng đẩy thì nó xéo qua bên, xéo qua bên vậy. Thì mấy chục người đi vô, thì bà Hương mà vợ của Suya ba tôi đó, với là cháu bà đặt đặt đi vô. Tôi hồi đó cũng được mấy tuổi rồi, mấy cái chuyện đường hấp dẫn tôi khói, tôi xin theo mà, tôi vô chứng kiến tận mắt. Vô tới nơi thì trong một đá có những cái than đục bằng đá nha. Đi vô đó thì thấy những cái bao tời, quý vị có nhớ hồi xưa tôi đựng gạo trong bao tời không? Cái bao tời nó đi lên thấy những cái bao tời để trên những bậc thang này mà không thấy dần đâu hết. Thầy hỏi ông, hỏi ổng, ba tôi nói mà khi cái, tới đó thì ổng nói cái giọng của ổng nha, cái ông xui da của tôi xuất hiện, ổng nói cái giọng qua lời cô đồng, ổng nói giọng cô đồng, ông ba tôi nói trời anh gió, trời ơi lâu ngày quá rồi sao này kia, rồi cái ôm cái bà vợ, trời ơi mình như thế này thế kia, tôi như thế này thế kia, rồi có hỏi bây giờ vắng tắt. Ba tôi mới hỏi anh Hương à, vợ con anh bây giờ con cháu anh gieo chấp này kho tàng để đâu anh chị? Ông chỉ đó thì chính vũ chỉ có những cái bao lúa thôi, bao tờ đường gạo thôi, không thấy vàng đâu hết. Cái nguyên nhân là ngày xưa khi ổng còn tại thế, mỗi một lần ổng đem chôn vàng vô núi là ổng dẫn theo một người, giờ người đó đi là không bao giờ trở lại. Tại vì ổng học mùa chú theo kiểu mà vàng vào áo, quý vị có nhớ không? Ổng đem vô trong đó rồi ổng giết người đó, ổng chôn trong luôn để thành dưới của ổng. Và ổng niệm phù chú để người đó trở thành thần dữ của ổng. Cho nên khi mà ổng bị chết sau này á, ổng không có niệm phù chú được. Cho nên tất cả những cái vàng ở trên đó, cái đó nó lấy đi thôi. Thì tôi xin phát tác vậy thôi. Quý vị đặt vàng vào áo thì cái chuyện ông Hương đặt ông này, tôi xin lỗi, đừng nói tay nào. Con cháu ổng còn sống ở đây. Thì ổng như vậy cho nên cái số vàng nó không có hưởng được. Của phi nghĩa con cháu cũng không hưởng được, thì xin hết. Hình như là mấy thần thổ địa là hay giấu kho tàng lắm. Dạ, đem đi hết kho tàng mà phát đi vai đó. Và mỗi lần đi như vậy thì một người đi không trở lại, nhưng mà con cháu gia đình của người đó thì lo đàng hoàng, chẳng có tiền nhiều, giết ít nhất cũng 5-6 người như vậy. Tôi xin giết ở đây đi. Cảm ơn bạn. Bây giờ còn mấy phút gì dạ, chị Mai đã giờ giơ tay đó, chị hỏi chót nha. Mai có cái người đã tự có là cái khả năng tâm linh rồi biết được quá khứ vị lai, nhưng lại bị người khác gạt mất hết tiền của, thì tại sao lại cái khả năng tâm linh đó là cái người đã biết mà lại không cứu được cho chính mình? Thì xin trả lời rằng cái người có khả năng tâm linh ấy, biết cả quá khứ, biết cả vị lai, nhưng mà bị gạt để trả cái quả của mình chứ. Cái người đó đâu phải là Bồ Tát đâu mà không trả quả. Như vậy thì biết đâu hồi trước ổng cũng giật người ta. Thì giờ mà vâng cũng trả lại được quyền. Và nhân quả là cái định luật đó không thể sai trái được. Dạ xin nghe. Nghĩa là cái nhân quả nó thắng cái quyền năng tâm linh. Nghĩa là có quyền năng tâm linh chứ mấy gì nữa. Cũng như bây giờ mình nói những cái quyền năng tâm linh giống như Gia Cát Lượng này. Tới khi thời đã hết rồi thì bây giờ Gia Cát Lượng cũng phải chết thôi. Đó. Còn một câu hỏi nữa các anh chị. Dạ dạ đó. Dạ tôi cuối cùng xin cho biết những điểm khác nhau giữa người trong tri học chân chính và các nhà thuật sĩ phương thực gia. Xin giải thích rằng cái người mà phương thực gia là cái người hiểu biết rất sâu xa và thấu triệt cặn kẽ định luật tự nhiên, có thể điều khiển và sử dụng nguồn sống tinh quang của vũ trụ, có thể xuất vía và làm những việc phi thường vượt ngoài khả năng hiểu biết của con người. Còn nhà thông thiên học chân chính là học để hiểu chân lý, đi tìm sự giác ngộ giải thoát. Trên hai cái đó, một bên là thần thông và một bên là mưu cầu chân lý để giác ngộ giải thoát. Đó là sự khác nhau. Có ai bổ túc ngắn gọn không? Anh Trực có bổ túc cái gì? Thì anh Mai cũng có nói là hai cái đó là khác nhau. Một cái là bên ngoài để biểu diễn để mà quyền thực thôi. Còn bên thông thiên học thì
khuyên không nên dùng nguyện tịnh, mục đích chánh của thân người học là phụng sự, đưa tới những người giải thoát là cái chánh. Dạ, cảm ơn anh Mai, thứ tình viên đã cho chúng ta học. Bây giờ chúng ta đến học về giảng lý với chân thầy. Xin mời chị Loan đọc trước cái đoạn đầu để. Cái chương này là chương số 6 trong quyển dưới chân thầy số 1. Và cái chương này nói về bốn con đường dự bị. Thì theo ông Lee Peter có câu hỏi là: sách phở Đông Phương nói rằng có bốn con đường dẫn dắt con người đến đường đạo nhập môn. Thì hôm nay tôi đọc cái phương pháp thứ nhất. Phương pháp thông thường nhất để chọn con đường là theo chân những người đã đi trên đường đạo. Các vị ấy khai sáng cho người đời thấy sự vinh quang và sự huy hoàng của đường đạo, cũng như sự cần thiết phải theo đuổi nó. Ảnh hưởng của vị đệ tử cao cấp không những chỉ giới hạn trong lời nói, mà chính là do sự rung động của sự sống từ vị ấy tỏa ra chung quanh. Sự kiện này được hoàn toàn công nhận ở Ấn Độ là nơi có nhiều vị đạo sư thuộc nhiều loại khác nhau, từ hạng cao đến hạng thấp. Có quyền năng nhiều hay ít, họ được gọi là guru, là đạo sư. Mỗi vị đạo sư đều có những đệ tử riêng, họ dạy đệ tử những quan niệm triết học riêng của họ. Đôi khi họ cho đệ tử những câu thần chú để tụng niệm, những cách tham thiền và pháp môn yoga thực hành. Nhưng phần chính không phải đệ tử được trợ giúp cho những phương tiện nói trên. Điều quan trọng hơn hết là được sống gần đạo sư. Nếu đạo sư là một vị thuộc phái tiêu dao, đi ta bà từ nơi này sang nơi khác, các đệ tử cũng đi theo thầy. Giống như thuở xưa ở Palestine, các đệ tử của Đức Jesus đã đi theo Ngài. Nếu vị đạo sư định cư một chỗ nhất định, thì các đệ tử tụ tập chung quanh thầy, ngồi dưới chân thầy lắng nghe những lời minh triết của thầy. Nhưng lợi ích chính mà những đệ tử nhận được là ảnh hưởng do sự hiện diện của thầy. Sự kiện ấy hoàn toàn có căn bản khoa học. Những thể cao siêu của vị đạo sư rung động với một cấp độ cao hơn nhiều so với sự rung động ở những thể của đệ tử vừa mới từ bỏ đời sống thế tục. Thế tục, nơi có những sự rung động thấp kém, các đệ tử chưa cởi bỏ được hết ích kỷ cá nhân, họ phải tự khắc kỷ, giữ gìn giới luật, nhận ra những tính xấu để sửa chữa và phát triển những tính tốt. Tóm lại, họ phải thay đổi bản chất. Điều đó thường là một công việc lâu dài và tẻ nhạt. Nhưng tiến trình chuyển hóa sẽ dễ dàng hơn nhiều nhờ được thường xuyên sống gần vị đạo sư là người đã khai mở đức hạnh và đã dứt bỏ được tính xấu. Những làn rung động thanh cao gây ra một áp lực thường xuyên lên người đệ tử trong lúc thức cũng như lúc ngủ, làm hòa điệu với những thể của đệ tử. Đó là nguyên tắc rất phổ thông trong môn vật lý học. Nếu hai cái đồng hồ quả lắc được để gần nhau, quả lắc mạnh hơn từ từ kéo quả lắc yếu hơn, hòa hợp với sự chuyển động của nó. Thì đây là cái phương pháp thứ nhất. Thì tôi thấy là cái phương pháp này, người đệ tử cần có đạo sư, cần có sư phụ, cần có thầy đó. Thì những người thầy có những cái ảnh hưởng lớn, có những cái rung động mạnh hơn và đã tỏa ra và đã giúp những cái đệ tử để để cho người đệ tử được chuyển hóa. Và cái lợi ích mà mình thấy trong cái sự mà cái phương pháp thứ nhất ấy, là người đệ tử nhận được, lợi ích chính của những đệ tử nhận được là ảnh hưởng do sự hiện diện của thầy. Và người ta nói là cái sự kiện này đã được chứng minh bằng khoa học. Thí dụ như là người ta cho hai quả lắc, thì quả lắc nó có cái tần rung động lớn, nó sẽ kéo cái quả lắc có tần rung động nhỏ, tất nhiên là người đệ tử đó. Tôi xin hết. Và chị nói rất là hay, nghĩa là cái cách thứ nhất là mình gần gũi những người tiến hóa cao, họ có sự rung động thanh nhẹ.
thì cái sự rung động mình chưa được thanh nhẹ đó dần dần sẽ chuyển hóa, dần dần sẽ theo cái rung động thanh nhẹ của ông thầy mà mình hưởng được cái lợi rất nhiều. Thành ra hồi xưa đó người ta thường đi theo mấy vị thánh hoặc là Đức Phật chẳng hạn, gần cái bên Đức Phật, dù rằng ông nói, ông không nói, ông ngồi một chỗ cũng vậy nữa, ông cũng phát ra những lần sóng rung động của tư tưởng đó, nó rất là thanh cao, và mình dần dần mình sẽ chuyển hóa dần dần theo cái đó. Đó là cái cách thứ nhất. Rồi bây giờ cách thứ hai, anh Tài gặp dùm chỗ thứ hai. Cách thứ hai, cách thứ hai đến đường đạo nhập môn là đọc hoặc nghe những lời giáo huấn về vấn đề đó. Một người thích tìm hiểu về vấn đề tinh thần, gặp được giáo huấn cao siêu, nhờ trực giác, họ tức khắc tìm tòi thêm để thỏa mãn ước muốn hiểu biết về vấn đề. Đó chính là trường hợp của tôi khi đọc qua quyển Thế Giới Huyền Bí. Tôi có ngay ý nghĩ, nếu quả đúng như thế, nếu điều đó là hiển nhiên, nếu các đấng cao cả có thật, và nếu các ngài bằng lòng nhận chúng ta làm công việc phụng sự, và để bù lại ban cho chúng ta một ít sự hiểu biết vô giá của các ngài, tôi sẽ là một trong những người phụng sự các ngài. Tôi sẽ lượm lặt bất cứ mảnh dụng hiểu biết nào mà tôi có thể làm được. Và kể từ đây, chỉ có một điều duy nhất xứng đáng để tôi cố gắng làm là hội đủ những điều kiện cần thiết để được chấp nhận. Thật ra, có hàng ngàn người đã nghe nói hoặc đọc trong sách những giáo lý như thế, nhưng họ không có một sự phấn khởi nào cả. Đó chính là vấn đề kinh nghiệm đã thu thập được trong những kiếp trước. Phải có tiếp xúc với chân lý trong một kiếp trước và đã có lòng tin xác quyết là nó tốt đẹp và xác thực, khi thì kiếp này chúng ta mới nhận biết ngay khi gặp lại nó. Nhiều người trong chúng ta lấy làm ngạc nhiên khi thấy có người đọc một tác phẩm Thông Thiên Học mà không chấp nhận. Thông Thiên Học là một giáo lý cao siêu, nó giải quyết được nhiều vấn đề. Tuy nhiên, như các bạn đã biết rõ, nếu thử đem sách Thông Thiên Học cho vài người bạn thân mượn, phần nửa số người này sẽ trả lại bạn và nói, phải, thật hay lắm, nhưng họ không hiểu gì hết. Trong đó, chính là nghiệp lành đã tạo ra thở xưa, đã có học hỏi những ý niệm này, ngày nay đã giúp chúng ta hiểu được dễ dàng. Càng nghiên cứu sâu xa một vấn đề trong quá khứ, ngày nay chúng ta càng hiểu nhiều hơn. Nếu 20 năm về trước, chúng ta đọc một tác phẩm có giá trị nào đó, bây giờ đọc lại, chúng ta hiểu nó dễ dàng và sâu xa hơn so với lúc xưa. Và trong cái phần thứ hai này, để dẫn dắt đến con đường đạo của mình, tức là mình phải tìm đọc những cái sách vở và những cái giáo lý mà nó đưa chúng ta đến với con đường tinh thần và con đường đạo lý. Sở dĩ chúng ta khi đọc một cái vấn đề, sách vở về vấn đề về tinh thần và giáo huấn cao mà chúng ta thích thú và chúng ta cố gắng tìm để học hỏi, đó là có những nhân duyên của kiếp trước mà chúng ta đã từng học rồi, nên kiếp này chúng ta thấy nó thích thú. Tuy nhiên cũng có một số người đọc sách rất là chán nản và thấy không thích thú gì hết, vì họ đã không có cái gì cơ duyên trong những kiếp trước như ở trong này. Cái thứ hai, tức là trong cái kinh nghiệm của chúng ta, thí dụ như 20-30 năm về trước, như trong này nói, chúng ta đọc một cái tác phẩm rất là có giá trị, nhưng mà lúc đó chúng ta không có hiểu bằng. Nếu bây giờ 20 năm sau chúng ta học lại, đọc lại, thì chúng ta sẽ tìm được những cái ý nghĩa sâu sắc và sâu xa cao siêu hơn, và chúng ta hiểu rõ hơn. Và cuối cùng, nói tóm lại, nếu khi xưa chúng ta chưa có học, thì bây giờ chúng ta gặp may được cơ duyên, gặp được minh triết thiêng liêng, thì chúng ta cũng nên cố gắng học hỏi từ đây để được các vị chân sư chấp nhận mình là người đệ tử để phụng sự. Và xin cảm ơn. Anh Tài đọc giảng dễ rất là rõ ràng, rất là hay. Thì đúng là như vậy. Ví dụ như tôi gặp nhiều lắm, ở đây
nhiều người đến rồi nghe nói họ không học cũng tò mò tới rồi hỏi này ở kia rồi xin sách về đọc rồi thấy đi luôn không có trở lại tại vì họ nói khó quá. Tôi gọi đôi khi tôi gọi điện thoại tôi theo dõi đó, đọc sách sao họ nói là sao khó quá gì vậy. Còn có những người họ tới rồi một hai lần cái họ thích, họ đến hoài, giống như Đại Trang này hay là Thanh Tài chứ tới gặp được cái giáo lý này thì thấy thích quá cứ đến hoài mà muốn học nhiều hơn nữa. Thật ra đó là cái do anh Tài nói là cái duyên lành từ cái trước, những người đó đã có học rồi những cái trước rồi, thành ra cái này học rồi thấy là dễ dàng và muốn học ở trên. Bây giờ người nào đọc duyên và duyên đọc phần thứ ba. Dạ, anh xin đọc cách thứ ba. Cách thứ ba đưa con người vào con đường nhập môn được những kinh sách Ấn Độ gọi là sự suy tư sáng suốt. Nói một cách khác, bằng sự cố gắng suy tư liên tục ngày này qua ngày khác, một người kia có thể đi đến kết luận rằng phải có một cơ tiến hóa. Có những người đã biết rõ về cơ tiến hóa, có những bậc đã tiến hóa đến mức toàn thiện và phải có một con đường dẫn đến các nơi. Nhờ sự cố gắng suy luận như thế, người ấy đi đến quyết định tìm kiếm con đường đạo. Tuy nhiên, có lẽ rất ít người đi theo đường lối này. Dạ, theo em hiểu thì đoạn này nói tới sự suy tư sáng suốt là nói về thiền. Thì thiền ở trong Phật giáo cũng có nói ba chữ là giới, định, huệ. Em tìm hiểu trong Internet thì xin giải thích vắn tắt và kết hợp với lại những danh từ thông thiên học cho nó hiện đại hơn. Là giới đó là những điều không nên làm để giữ cho linh hồn với lại thể xác được trong sạch trước khi bước vào định. Định là định trí theo thông thiên học đó là làm cho cái thể hạ trí của mình nó yên lặng, nó làm cho thể trí nó yên lặng, nó không sao động hướng ngoại nhiều quá. Thì muốn định trí thì cần có tư thế ngồi hay là đếm hơi thở để định cái trí lại. Mà ông Nhất Hạnh có một bài kệ nhỏ như sau mà em nghĩ rất là hay, là thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại giờ phút đẹp tuyệt vời. Thì nếu định được hệ hạ trí thì sẽ dẫn đến huệ, là mở huệ, là tiến lên cái thượng trí của mình, là tiến lên chân ngã của mình, hợp nhất với chân ngã. Mà nếu định được tiến lên thượng trí là một điều tốt rồi, còn cao hơn nữa là nhập vô đại định giống như Đức Phật Thích Ca vậy đó. Thì đó là những điều em hiểu. Quá rõ rồi. Bây giờ mình đọc cái đoạn thứ tư rồi, mời Đại Trang đọc cái đoạn thứ tư giải thích. Trên vài phương diện, phương pháp thứ tư, sự thực hành đức hạnh là điều chú ý hơn hết. Đó là lấy ý niệm dành cho người Thiên Chúa giáo bậc trung, vì họ thường tin rằng chỉ có đức hạnh là cần thiết. Trái lại, người thông thiên học nhớ lại rằng vào thời buổi của Thiên Chúa giáo Nguyên Thủy, sự tinh luyện tính tình hay là thánh đức mà ngày nay họ cho là mục tiêu chỉ được xem là bước đầu tiên mà thôi. Thánh Clement có nói thẳng rằng sự trong sạch tinh khiết chỉ là một đức tính tiêu cực, lợi ích của nó là giúp cho sự hiểu biết phần bên trong. Người đã luyện mình được trong sạch rồi thì xứng đáng được học hỏi và chuẩn bị để được giác ngộ, là thời kỳ thứ nhì. Tiếp theo đến thời kỳ thứ ba hay là sự toàn thiện. Bạn hãy nhớ lại lời của Thánh Phaolô: chúng ta giảng giải minh triết cho những người đã trọn lành, chứ không cho những kẻ khác. Đức hạnh chỉ đưa con người đến chỗ khởi đầu của đường đạo. Mặc dù một người có hạnh kiểm tốt trong nhiều kiếp luân hồi cũng không phải vì đó mà trở nên thông minh hơn. Sau cùng họ hoành đắp một trực giác khá đủ để tìm đến gần gũi với những hiểu biết,
đem họ đến học hỏi với một vị đệ tử của chân sư. Tuy nhiên, người ta cho rằng theo phương pháp đó phải mất hàng ngàn năm và nhiều kiếp luân hồi. Người mở mang đức hạnh mà không mở trí khôn, một ngày kia cũng sẽ bước vào đường đạo được. Nhưng đó là một sự tiến bộ chậm chạp. Sẽ tiết kiệm được nhiều thời giờ nếu như người ấy theo lời dạy của Thánh Peter là cũng phải mở mang trí tuệ. Dạ thưa, theo như Đại Trang hiểu á, thì Đại Trang rất là đồng ý là nếu như mình hiền lành, mình từ bi, mình nhân ái, nhưng mà nếu mà mình không có học hỏi để mở mang cái trí huệ của mình á, thì mình cũng khó mà bước trên đường đạo được một cách mau lẹ lắm. Bởi vì hiền lành là tốt rồi, đạo đức là tốt rồi, nhưng mà nếu không có trí thì mình cũng bước chậm lắm, mình không có hiểu để mà mình tiếp thu những cái mới được. Thành ra giống như thầy cũng có dạy nhiều lần đó, thầy Hiệp đó, thầy nói là mặc dù thầy không có cho tụi con kêu bằng thầy, nhưng mà con thương con vẫn kêu bằng thầy. Và tụi con cái lớp nhỏ tụi con gọi bằng thầy. Và là mình đừng có biến cái sự hiểu biết của mình giống như một cái ly nước, có nghĩa là đổ thêm những kiến thức mới thì nó tràn ra ngoài. Và thành ra mình phải có cái trí để mà mình tiếp nhận thêm được những cái mới. Mà muốn tiếp nhận những cái mới á, thì mình phải muốn học hỏi thì mình mới tiếp nhận được những cái mới trên đường đạo được. Thành ra cái mở mang cái trí là rất là quan trọng. Thành ra có trí tuệ thì mới đi đúng đường, nhưng cũng phải đi kèm với cái sự từ bi đức hạnh. Chứ nếu không có đạo đức mà đi học những cái thần thông như nãy giờ chúng thảo luận á, thì nó mang cái nghiệp quả chứ nó không có tốt lành gì hết. Dạ, thành ra con nghĩ là trí tuệ. Bây giờ mình làm chuẩn bị để làm lễ bế mạc. Sắp đến giờ. Nguyện cầu vạn vật thái bình.